Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Ngưỡng bái bạch ân sư tôn kính của chúng con. Kính bạch chư Tôn Đức Tăng. Hôm nay là ngày 2 tây tháng 3 năm 2021 dương lịch, nhằm ngày 19 tháng Giêng năm Tân Sửu. Vâng theo lời sư phụ chỉ dạy, mỗi tháng vào ngày 19 ở tại chùa Quán Thế Âm và Viện Thiên Tu có đảnh lễ 500 danh hiệu của Bồ Tát Quán Thế Âm. Vừa qua chúng con vừa lễ 500 danh hiệu xong và đã văn tập vào trong giảng đường, và giảng đường đã được trang nghiêm thanh tịnh như pháp. Giờ đây chúng con thành tâm cung thỉnh ân sư tôn kính của chúng con Đại Từ Đại Bi Hoan Hỷ Quang Lâm giảng đường, ban cho chúng con những lời pháp nhủ, khai thị, khuyến khích, sắp tấn chúng con những tinh hoa trong văn sao, để giúp chúng con càng ngày nâng cao đức hạnh, sửa tất cả những lỗi lầm của mình, ngay trong đời này được vãng sanh cũng như cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. 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 Mình sanh mới là cái chuyện mà coi như là giải quyết sanh tử rốt ráo, mới là cứu cánh viên mãn đó. Cho nên ra là niệm Quan Âm cũng được vãng sanh, niệm Di Đà cũng được vãng sanh. Quan trọng là tính căn, nguyện căn đủ thì 10 niệm Quan Âm cũng được vãng sanh, 10 niệm Di Đà cũng được vãng sanh. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam trì tụng chú đại bi, chưa đầy ba biến thì liền có người thấy đến tiếp trú đưa ông vào bờ. Trích
thường túc am tỳ bút. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Ứng Quan Thế Âm Bồ Tát. Kính bạch chư tôn đức tăng hiện diện tại viện chiên tu. Kính thưa toàn thể quý Phật tử hiện diện tại chùa Quan Thế Âm và quý Phật tử đang online trực tiếp qua trang web vô lượng thọ.vn trong nước và trên toàn thế giới. Hôm nay ngày mùng 2 tháng 3 năm 2020, nhằm ngày 19 tháng Giêng năm Tân Sửu, tại Viện Chiên Tu cũng như Chùa Quan Âm và các phát online lễ 500 lạy của Bồ Tát Quan Âm trực tiếp vào lúc 3 giờ khuya ngày hôm nay vừa xong. Và hôm nay là lần đầu tiên trong năm Tân Sửu đảnh lễ 500 lạy, cho nên giác nhàn văn tập cả đại chúng xuống viện chiên tu để chúng tôi có vài lời chia sẻ trợ duyên sách tấn, những lời khai thị văn sao quảng tỏ cho quý vị để chúng ta có hành trang tư lương tiến bước trên lộ trình tu tập giải thoát. Nam mô A Di Đà Phật. Thưa quý vị, sáng hôm nay chùa Quan Thế Âm mình có phát trực tiếp chương trình lạy 500 danh hiệu, trong đó có giác nhàn và đại chúng lạy vào ngày 19 tháng 10 đã ra hoàn thiện một cái đĩa, một cái thép video clip này. Sáng đại chúng đảnh lễ trong cái việc này, chúng tôi có lóe lên một cái suy nghĩ này, mong đại chúng lưu ý cái chỗ này một chút. Đối với bọn phàm phu chúng ta đang ở trong ngũ trược ác thế mà có thể làm ra một cái sự kiện
mà chúng tôi nghĩ chắc cũng nhờ Phật lực gia trì. Tại nơi chùa Quan Âm phát lên một cái video lạy 500 lạy, trong đó có hình ảnh Giác Nhàn, hình ảnh Chư Tăng và hình ảnh của Phật tử khắp nơi trên toàn thế giới. Điều này rất là vi diệu. Phật tử ở Sài Gòn như có giáng hương, một số ở Hà Nội, ở Mỹ, Úc, Canada, các nơi họ xem gần như tưởng chừng họ ở trong pháp hội mình họ lạy. Họ thấy có hình ảnh Giác Nhàn và Chư Tăng trong đó. Đây là một cái tác phẩm mà chúng tôi được xem như là rất là kỳ tích, còn hơn là một cái công trình bay lên công trăng. Không nói quá đáng đâu. Bay lên công trăng rồi chúng ta cũng phải trở lại mặt đất thôi. Còn công trình này nếu có thể chúng ta duy trì lâu dài và kính tin đối với cái phương pháp lạy 500 danh hiệu mà chúng tôi đã cô đọng thành một cái đĩa, hình ảnh âm thanh rất là đẹp và rất là rõ. Nếu mà chúng ta lưu tâm và tu tập thì công trình này có thể liễu sanh thoát tử. Cho nên chúng tôi nói nó hơn lên công trăng là như thế. Nghĩ chỗ này là đại chúng mới đáng quan tâm nè. Chúng ta là bọn phàm phu ở trong ngũ trược ác thế mà có thể là phát lên một cái văn tầng video lạy 500 lạy mà toàn thế giới lạy được. Đây là một loại thần thông của phàm phu. Thần thông của phàm phu thì nó còn giới hạn nhiều lắm. Thì Tổ sư Ấn Quang nói con người phàm phu mình có thể chế ra những cái thần thông, có thể mắt có thể thấy được hình ảnh tại chùa Quan Âm Pháp mà ở Mỹ, Úc, Canada và trong nước Việt Nam mình thấy rõ mồn một. Thì đó là một loại thần thông có thiên nhãn người ta thấy được. Khoa học có thể chế ra loại thần thông này và đem đến cung cấp cho con người. Quý vị nhìn nhận sâu vào, thấy con người phàm phu chúng ta còn có khả năng làm được điều này thì Bồ Tát Quan Âm Phật Di Đà có khả năng làm được những điều vi diệu hơn không? Chúng ta muốn nói chỗ này. Một cái đĩa và chúng tôi làm nên mà trong nhà ai cũng có ứng hiện chúng tôi, nếu nhà đó chịu tin và lạy 500 danh hiệu, bật lên cái kênh vô lượng thọ.vn có đường truyền internet. Đường truyền internet là thấy chúng tôi trong đó đây. Thấy vi diệu không? Có âm thanh luôn là thiên gì? Thiên dĩ thông. Âm thanh phát ra nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Cổ Phật thị hiện, nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Hải Triều Âm. Nghe rõ mồn một. Người đứng ở tại chùa Quan Âm cũng nghe, Hà Nội cũng nghe, Sài Gòn cũng nghe, Mỹ cũng nghe, Úc cũng nghe. Tuy rằng mỗi giờ nó khác nhưng mà âm thanh này là một không khác. Đây là một loại khoa học đem đến cho chúng ta một cái loại thần thông thiên nhĩ. Đúng không? Rất tuyệt đúng không? Tuyệt luôn. Đây là một đạo tràng trên không trung mà con người phàm phu chúng ta có thể làm được. Rõ ràng không? Rõ ràng. Và hiện tại chúng tôi đang nói là bên Hàn Quốc, rồi bên Nhật, tất cả các nước họ nghe rõ mồn một. Đó là loại thần thông của thiên nhĩ. Rồi thêm một loại thần thông thiên nhãn là họ thấy hình ảnh chúng tôi rõ ràng. Và khoa học có thể chế ra cái máy bay, nếu mà chúng ta đi từ đây ra Hà Nội hoặc đi qua Mỹ thì rất là lâu đúng không? Họ chế ra máy bay đi qua Mỹ có 2 ngày. Và chúng ta đi ra Hà Nội có 2 tiếng đồng hồ, nếu mà chúng ta đi bộ thì bao nhiêu ngày? Đó là gì? Thần túc thông. Mà khi con người về tới Tây Phương Cực Lạc là có đủ 5 loại thần thông: thiên nhãn, thiên nhĩ, tha tông, túc mạng, thần túc. Nhưng chưa có đạt đến cái lậu tận, tức là còn vô minh hoặc trần sa hoặc. Lắng nghe chỗ này. Thì Tổ sư Ấn Quang nói là phàm phu chúng ta có thể chế ra những cái thần thông như vậy cho con người để hưởng thụ. Thì Đức Phật A Di Đà, Đức Quan Âm Bồ Tát có thể ứng hiện từng ngôi nhà, từng trong tâm địa của mỗi chúng sanh. Nhưng mà ứng hiện không phải là chỉ có âm thanh và hình ảnh không đâu, mà lại có cái sự màu nhiệm cứu khổ ban vui nữa đấy. Làm được không? Được chứ. Giác Nhàn có thể làm được một cái video clip này và kết hợp với đường truyền internet, thế mà đưa đi khắp trên toàn thế giới.
ứng hiện trong nhà người nào cũng có. Nếu mà họ bật lên có tivi, có laptop, có điện thoại là họ có thể hồi sáng hôm nay họ chung lại được rồi. Bây giờ thấy nó vi diệu chỗ này không ạ? Sáng hôm nay tự nhiên chúng tôi suy nghĩ điều này, thì lúc đó mới thấy được rằng Đức Bồ Tát Quan Âm ứng hiện tàu bè, xe cộ, đường xá, nhà cửa, rồi tất cả các loại thân, 32 ứng hóa thân để cứu độ chúng sanh. Vì sao chúng sanh đã cứu độ? Là vì giống như trong nhà người đó được có tivi và có đường truyền internet, họ chịu bật lên đó, họ kính tin và họ sẽ thấy ngay. Cũng vậy, vì sao người đó được Bồ Tát Quan Âm gia trì cứu độ? Do người đó họ kính tin, họ nhất tâm chí thành, họ xưng niệm cho nên họ được cảm ứng. Họ nhất tâm họ chí kính cho nên họ đảnh lễ, họ được cảm thông. Hôm nay quý vị đang ngồi ở trong hội trường này thì không thấy, mà thầy phiên thầy có khả năng, và chúng tôi với thầy phối hợp nhau và làm một cái màn hình màu đỏ, giống như là quý vị thường coi lại đĩa, mà hôm nay đổi lại hai cái hàng chữ. Hàng chữ mà bình thường thì Giác Nhàn giảng mỗi lúc và để phát trực tiếp cộng tu của mình, đó là niệm Phật mới hồng tiêu nghiệp cũ, niệm Phật phương đăng tiêu tốt nghiệp của Tổ sư Ứng Quang. Câu này rất đặc biệt, Hòa Thượng Tịnh không tán thán câu này, chỉ có hàng Bồ Tát mới nói được cái chỗ này. Và cái câu bên cạnh Ấn Tổ đó là những kiệt thành tự tại chuyển phàm tâm. Hôm nay chúng tôi làm lại cái câu cho dễ hiểu là niệm Phật mới hồng tiêu nghiệp cũ. Nhiều người tốt nghiệp họ không hiểu. Kiệt thành thì chúng tôi sửa lại là chí thành, nó cũng giống như cái nghĩa đó, tự tại chuyển phàm tâm. Cho nên hôm nay đổi lại hai cái câu, mọi người đang xem màn hình trực tiếp ở trên chùa với các nơi thấy hai câu khác không? Nhất tâm chí thành xưng niệm được cảm ứng, nhất tâm chí kính đảnh lễ được cảm thông. Hai câu này rất sâu. Người đó muốn cảm ứng cảm thông mà không nhất tâm thì không thể nào cảm ứng cảm thông được. Mà dẫu cho cảm ứng cảm thông thì cảm ứng cảm thông đó cũng cổ ma và cổ những cảnh giới, không phải là Phật. Cho nên Ấn Tổ nói muốn cảm thông và cảm ứng thì phải nhất tâm. Nhất tâm xưng niệm, nhất tâm đảnh lễ, nhất tâm thành kính, nhất tâm chân thành, có sự mầu nhiệm trong đó. Hai câu này rất đặc biệt. Ở phía dưới chúng ta đổi lại đó là Nam Mô Quan Thâm Bồ Tát. Hôm nay cái khung cảnh nó khác. Cái khung cảnh này chỉ đặc biệt để lên lạy 500 danh hiệu ngày 19 mỗi tháng, và chúng tôi giảng và chúng tôi cũng cầu nguyện Bồ Tát Quan Âm gia hộ cho có sức khỏe, tinh thần được sung mãn để mỗi ngày 19 sẽ nói đến cái hành nguyện của Bồ Tát Quan Thế Âm. Thì đó là cái việc hôm nay chúng tôi mới vô mở đầu để cho đại chúng nghe đến cái thần thông của phàm phu cõi trần thế chúng ta có thể cung cấp cho một con người khi phát một cái văn tầng qua internet đi trên toàn thế giới. Thì Phật phát cái đại nguyện tất cả chúng sanh trong 10 phương pháp giới có cảnh giới ta bà khi nhất tâm chí thành xưng niệm Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, thì gì? Thì liền được cảm ứng. Cảm ứng tức là ứng thân của Ngài ứng hiện ra để mà cứu độ cho người đó luôn. Còn cái khả năng chúng tôi thì chỉ có đem cái video đó cho mọi người để mà đảnh lễ thôi, gieo cái nhân thôi. Còn người mà nhất tâm chí thành để mà gieo cái chánh nhân này đó, mà thường xuyên lâu dài á, thì sẽ có ứng hóa thân của Phật Bồ Tát để cứu độ chúng ta. Chắc chắn là điều này có. Và cứu độ chúng ta thoát khỏi luân hồi, về tới Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật Di Đà, lìa khỏi sanh tử. Không còn phần đoạn sanh tử. Không còn. Thì hồi sáng hôm nay chúng tôi lạy 500 lạy thì có phát hiện một vài điểm kinh nghiệm, trong đó nói đại chúng lắng nghe cho kỹ cái chỗ này để về sâu mình định lễ là mình yên tâm 100% là lạy được chứ không có lo. Thường quý thầy sức khỏe yếu như thầy Minh, một số mấy thầy, và đến hôm nay thầy tánh mà đến cái khúc cuối thầy cũng đuối. Bản thân chúng tôi cũng bị đuối.
đối phải lập ra cái cách nào đó để cho nó khỏe lại. Có cách mà. Quý Phật tử, các cụ già ở đây như trên đó cũng như Phật tử các nơi nói không biết hôm nay mình lại nổi không ta. Ai cũng sợ mệt, ai cũng sợ đuối và ai cũng sợ có thể ngất xỉu hoặc lại không theo kịp. Thì hôm nay chúng tôi cúng dường cho đại chúng nhân cái ngày 19 tháng Giêng năm Tân Sửu đầu tiên để mà lại 500 lạy về sau, mãi mãi về sau thì đại chúng lắng nghe chỗ này. Thời sáng chúng tôi mới có 12 rưỡi chúng tôi dậy. Sao nhìn 12 rưỡi mà thấy thành 2 rưỡi? Bởi vì thấy không thấy số 1, lúc nó mắt nó lờ mờ. Thấy số 2 với số 30 luôn. Ồ sao 12 rưỡi? 2 rưỡi nhanh mình mới ngủ, 12 rưỡi. Nhìn kỹ vô chuẩn bị thức dậy là thấy số 1 nữa. Xuất hiện số 1 ra là thành 12 rưỡi. Thôi từ từ dậy. Nằm niệm Phật, niệm Quan Âm một chập xong rồi, rồi kéo dài đến 1 rưỡi vậy. Sau đó đại chúng mà dưới này cũng 3 giờ lạy thì chúng tôi lạy đến vào tầm khoảng 3:30 lạy. Lắng nghe chỗ này cho kỹ. Một số các cụ lim dim lơ mơ lắm. Phải mở mắt ra để nghe cho kỹ những điều chúng tôi nói, cho để không rồi nhắm mắt lơ mơ không hiểu được. Nó qua rồi không cách nào mà nhớ lại và khó nghe lại lắm. Nghe cho kỹ cái chỗ này. Sáng chúng tôi chia sẻ thầy Tánh, thầy kêu đồng ý cái chuyện này và chính xác 100%. Thì thường chúng ta lễ thì hôm nay có mấy thì người dẫn chúng không còn nữa. Chứ thầy Thiện lúc trước mà nhất tâm đến lễ Nam Mô Cổ Phật thì hiện thì cầm cái micro mà thầy đọc Nam Mô Quán Thâm Bồ Tát thầy cũng bị đuối. Sau đó rồi chúng tôi lấy cái câu Nam Mô Quán Thâm Bồ Tát suốt trong một cái buổi lễ ngày 19 tháng 10 đã ghép vào thành một cái đĩa. Thì hôm nay thầy lễ rất là khỏe và lễ cái kiểu mới tức là của Pháp Sư Đạo Chứng. Ngửa người dậy, quỳ thẳng và đứng lên khỏe hơn đúng không? Khỏe hơn lúc trước nhiều lắm, chúng tôi thấy khỏe hơn. Nhưng mà vừa rồi đây mới Chủ Nhật là hôm kia, giảng hôm qua mới nghỉ một ngày. Thì đến hôm nay bắt đầu lạy nữa thì nó bị đuối, nó hơi mệt. Chứ lúc trước thì không thành vấn đề, có thể lạy 500 lạy và đọc suốt danh hiệu từ đầu đến đuôi được. Nhưng mà đợt này đến 3:30 là nó ngất. Ngất nghĩa là lúc đó mồ hôi nó vãi ra. Con người mình khi nó mệt thì nó không có cầm cái sức được, cho nên mồ hôi nó ra nhiều hơn. Còn người mà rịn mồ hôi ra thì chuyện bình thường khi mình vận động. Còn mà nó ra nhiều đó thì lúc đó cái cơ thể mình nó mệt, nó không có giữ được cái đề kháng trong người, nó ra mồ hôi nhiều. Một. Thứ hai, bắt đầu nó khô miệng, nó đắng miệng và nó hoa mắt, hơi choáng váng. Nó mệt là nó như vậy đó. Và hơi thở của mình lúc nó mệt rồi, hít vô nó cũng mệt, hít mạnh vô nó cũng mệt. Lạ ngay chỗ này. Thì lúc đó bèn nhớ lại tổ sư ông Quang nói với một cái vị đó nhập thất, nói rằng nếu ông nhập thất ông tu là ông lễ Phật nhiều thì ông phải lạy Phật trong tâm. Còn nếu mà lễ khoảng 5-30 lạy hoặc là nửa tiếng 15 phút thì không thành vấn đề, có thể ra tiếng cũng được hoặc trong tâm cũng được. Nhưng mà bắt đầu lễ nhiều á, lễ mà công phu một thời 4 tiếng á, hoặc giả là lễ như 500 danh hiệu này nè, là phải lạy trong tâm. Thì lúc đó chúng tôi nhớ như vậy rồi thì bèn áp dụng liền cái lời của Ấn Tổ. Hay ngay chỗ là khi mình đọc trong văn sao, mình dụng công thì nó có trở ngại, tự nhiên mình lé lên, nó bật lên cái ý niệm mình nhớ lời của Tổ, bắt đầu áp dụng, quay lại áp dụng sao? Lắng nghe nè, kinh nghiệm này anh em áp dụng thử. Nhưng mà về sau anh em áp dụng cái này, một là 100 lạy hoặc là nửa đường 250. Còn ai yếu luôn á thì áp dụng cách này từ đầu luôn cũng được, chứ đừng có để như chúng tôi 350 rồi mà quay trở lại áp dụng thì hơi mất thời gian mà hơi đuối. Nếu mà không có kịp quay lại thì có lúc đó ngồi luôn hoặc là quỳ thấp lạy luôn chứ không cách nào lạy nổi. Ví dụ như thầy Thiện, thầy Phiên, một số mấy anh em có sức khỏe rồi lạy suốt 500 không sao phải không? Nhưng thời gian sau già hoặc thời gian sau nó có vấn đề trong đó chứ không phải lúc nào cũng được như vậy đâu. Vậy thì áp dụng như thế nào? Một câu nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Cổ Phật thị hiện, ở trong đó đọc lên rồi một câu trong mấy Nam Mô Quan Tham Bồ Tát đúng không? Thì khi mà niệm Nam Mô Quan Tham Bồ Tát lúc mình mệt đó thì mình làm sao? Không niệm nữa. Mà không niệm nữa thì phải làm gì? Bắt đầu hít. Mà hít như thế nào là nó sẽ sảng khoái, nó khỏe? Lúc mà trong cái máy nó niệm một câu Nam Mô Quan Tham Bồ Tát á,
thì lúc đó đại chúng có người niệm, người không niệm cũng không sao. Bây giờ có mấy nó dìu cho mình rồi. Cho nên Ấn Tổ nói người niệm Phật, lễ Phật phải chia ban. Làm ba ban luôn, Ngài nói làm ba ban luôn. Một ban đi nhiễu, hai ban ngồi đó lắng nghe, không niệm ra tiếng. Ban thứ nhất đi một tiếng hoặc hai tiếng, quay lại ngồi. Ban thứ hai tiếp tục đi, niệm như vậy suốt ngày không mệt. Kinh nghiệm của Ấn Lão siêu đẳng luôn. Ít ai nhắc đến cái chuyện niệm Phật mà chia ban, hoặc giả là niệm Phật sở tổn khí, hoặc giả là niệm Phật rồi khi mà mình mệt rồi mà không biết cách nào để mình lấy lại, thì Ngài nói là niệm trong tâm. Thì lúc vào sáng chúng tôi bắt đầu hít vô, nghe cái câu Nam Mô Quán Thâm Bồ Tát, không niệm nữa, mệt rồi không niệm nữa, thì bây giờ phải sao? Thì khi mình hít một hơi vô đó, thì một cái câu là nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Cổ Phật thể hiện á, thì sướng lễ cái câu đó đó, thì khi sướng lễ là chúng tôi sướng cao lên, nhưng mà khi niệm là chúng tôi niệm ngang để khỏi tổn khí. Chúng tôi thấy cái cách này nó cũng là đặc biệt. Và khi mà nghe câu sướng lễ xong rồi câu niệm Nam Mô Quan Tham Bồ Tát mà mình hít một hơi nó không hết, nó dài quá. Như vậy thì mình phải hít mấy hơi? Hai hoặc ba hơi cũng được. Hít như thế nào? Nhìn nè. Lạ cả. Nếu mà hít vô mà thở bằng mũi luôn á thì nó chậm mà nó lâu, cái nhiều lúc nó không hết một cái một câu. Nhưng mà nè, nó không có sảng khoái và nó không có hết một hơi, một câu nó không có hết một hơi. Nhưng mà hết cái kiểu này hai hơi hoặc ba hơi mà nó rất khỏe nè. Mà hít như vậy mà trong tâm vẫn niệm, lắng nghe cho kỹ, được sau để làm thử nha. Được sau làm thử coi. Mà anh em trong này nói thực sự ai cũng mệt, đuối. Thầy tánh sáng hôm nay thầy mệt, thầy kêu còn trăm lạy sau thầy đuối. Thì bây giờ hít thì sao? Nhẹ nhàng thôi, không ép nó. Khi nó mệt mà ép hít nó cũng mệt. Mà nhẹ nhàng nè. Hít bằng mũi, thở bằng miệng. Hai ba hơi hoặc hai hơi, cái bắt đầu trong tâm mình nghe, mình lắng nghe cái câu Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Xong cái bắt đầu mình xuống. Cái chỗ này quan trọng nè, cái chỗ này quan trọng nè, đại chúng nghe nè. Khi mình xuống rồi đó thì chưa quýnh cái ben là mình đã hít vô trong tâm mình niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát một câu, và nghe cái ben úp mặt xuống, và lúc thở ra cũng được một câu nữa luôn, là hai câu. Nghe một câu và lạy hai câu khi mình quỳ thấp và úp mặt xuống. Còn nếu mà niệm ra tiếng như hồi sáng á, thì lúc đầu thầy tánh thầy có sức, thầy niệm một câu ra tiếng và một câu trong tâm không thành vấn đề. Mà khi lúc mà thầy mệt rồi, một câu ra tiếng chứ một câu trong tâm thầy niệm không nổi nữa. Bắt đầu thầy chuyển trong tâm hết, mà lắng nghe thôi thầy không có hết. Thì chúng tôi là niệm một câu ra tiếng 350 câu, chỉ là một câu ra tiếng không dám niệm trong tâm, mệt. Thêm một câu trong tâm không kịp hít thở nó đuối liền. Nhưng mà khi mình nghe một câu ra tiếng mà mình lắng nghe, khi mình quỳ thấp xuống mình niệm một câu trong tâm, hai câu trong tâm không thành vấn đề, không mệt. Thì từ khoảng 150 á, tức là 150 câu còn lại đó, tức là 350 là bắt đầu bước sang đến 450, 500 á, thì 150 câu cuối là hầu như là chúng tôi hít sâu vô, lắng nghe và niệm hai câu trong tâm khi quỳ và úp mặt. Lúc đó cứ nghe thầy Nhuận Minh bên kia ông cũng mệt lắm rồi, ông cũng Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, là thấy ông rên là mệt rồi. Thì thầy kêu thôi để sáng hôm nay lên nói với thầy thôi, khỏi niệm luôn chứ niệm mệt, niệm chi, thôi niệm chi, ổng rên. Ổng là viêm son nè, mũi nó sổ nè, mà ổng mệt dữ lắm. Thì thấy ổng rên hừ hừ mà dắt nhạc im lặng, là dắt nhạc muốn cười trong bụng rồi. Thì kêu trời ơi, chẳng lẽ giờ mình kêu ông Minh ơi, ông niệm trong tâm giùm đi ông Minh. Bên kia là thấy chú Phúc là ổng khỏe, ông này ổng khỏe, ổng làm suốt luôn, ra tiếng luôn, không mệt. Còn thầy Nhân Minh lúc có, lúc không, lúc rên hừ hừ nữa. Mệt là nó lạ lắm. Lúc mà 350 câu rồi nó choáng váng, kiểu chết rồi. Kiểu này chắc quỳ thấp, mà quỳ thấp rồi thôi sao mặt mũi nào coi với thầy Nhuận Minh. Ông lại nổi, ông đuối, ông yếu hơn mình. Mấy chú yếu hơn mình. Mình kêu là mình khỏe, mình hít thở nhiều, mà mình lại quỳ thấp hoặc ngồi thì nó ra cái hệ thống gì nữa. Thôi im lặng cho chắc cứu đi. Thôi im lặng là được. Công nhận hay nha. Chỉ còn 10 hơi rồi bắt đầu nó hồi phục lại liền. 10 hơi hết kiểu này. Có câu dài á, lúc mà cái câu mà kéo dài hiện thân thuyết pháp mà dài ba hơi luôn,
mà khi hít vậy là lắng nghe thì cái câu đó phát lên Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát mình nghe là bình thường rồi, mà quỳ thấp xuống rồi bắt đầu đẻ một câu trong tâm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, úp mặt xuống và gì Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, thêm một câu nữa là hai câu lên, tổng cộng là được ba câu. Còn lại 350 đầu thì chỉ được có một câu là đứng nghe thôi, là niệm thôi. Đó là cái kinh nghiệm sáng hôm nay Giáng Nhàn nói là mấy anh em á, nên là 250 ai có sức khỏe, còn không thì 100, 150 gì đó bắt đầu chuyển sang cái kiểu này. Còn nếu ai yếu á, thì làm luôn từ đầu đến đuôi nghe và niệm hai câu trong tâm quỳ thấp, hít sâu vô, bởi vì có mấy nó niệm rồi ra tiếng rồi, cho nên mình không có sợ là mình phải niệm lớn để cho nó hòa chúng, không sao. Thử coi ngày 19 tháng 2 làm thử coi, bước đầu vô đừng để nó mệt, đừng để mệt như Giác Nhàn 350 rồi bắt đầu mới chuyển qua cái niệm trong tâm mà hít thở, thì nhiều lúc nó đuối quá mình lâu lại, Giác Nhàn phải mất hết mười mấy hai chục hơi chứ không phải mười hơi, mười mấy hai chục hơi im lặng rồi bắt đầu hết ra mồ hôi, hết chóng váng, nước miếng bắt đầu nó ra lại, rồi bắt đầu con người nó sảng khoái, mà mình kêu lúc này mình niệm ra tiếng là nổi, mà kêu thôi đừng có niệm ra tiếng, nó mệt nữa, thôi cứ thầm luôn cho nó hết, cho nó xong cho rồi là nó im luôn. Thầy tánh thì thầy mệt quá, thầy im lặng niệm trong tâm, mà thầy không có hết cái kiểu đứng này hết, cho nên thầy kêu cái đứng không đứng hết, và lúc mà quỳ thấp xuống thầy cũng không có hết, thầy niệm trong tâm. Nếu mà khỏe rồi là hít sảng khoái. Cho nên vừa rồi hôm qua mới nói chuyện với thầy Nhuận Minh, có một ông bác sĩ, tiến sĩ bác sĩ nghiên cứu về cái đường hô hấp của con người. Ông nói một ngày con người phải cần có nửa tiếng đồng hồ ngồi hít nó. Hít ra. Hơi thở hít chậm nhẹ xuống cái bụng dưới, phình ra giữ lại một chút. Và hơi thở nó xuống bụng dưới tới đan điền và nó lên trên óc, trên não mình, để cái não mình nó đủ không khí. Cái não mình nó cần cái không khí, cực kỳ cần cái không khí. Cái não mà khi không đủ không khí là nó ngáp, nó buồn ngủ, mà nó không ngủ được, nó cay mắt, nó khó chịu cực kỳ. Thì ông giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ này, ông nói là mỗi ngày cần phải cho nó nửa tiếng đồng hồ. Nhưng mà mình lễ mỗi ngày mình lễ bao nhiêu? Mình lễ có khi 2 tiếng đồng hồ. Nhưng mà mình hít không có nhiều bằng mình ngồi. Hồi nãy chúng tôi nhớ cái đợt mà cái ngày 19 tháng 11 chúng tôi có lại. Nhưng mà đến ngày 19 tháng 12 âm lịch đó, là ngày tất niên, chúng tôi ngưng lại, sợ lại nó mệt. Rồi ra tổ chức cái ngày lễ tất niên không được, chúng tôi ngưng lại. Là bởi vì ngày 19 tháng 1 lễ xong rồi là lên trên này là đúng ngày mùng 1 Tết phải không? Giảng xong cực kỳ mệt, lúc đó chưa áp dụng sâu cái hơi thở. Nhưng hôm nay biết rồi, mới hồi nãy lại xong rồi bắt đầu chúng tôi làm 20 hơi. Vừa hít vô, hít chậm thôi, vừa hít vừa niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát trong tâm. Và hít sâu vô, giữ lại cũng niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát trong tâm. Chừng nào ngưng lại bắt đầu thở ra. Mà chúng tôi hít bắt đầu đến hơi thứ 10, thở ra là nó rên hừ hừ rồi. Nó rên nhưng mà nó khỏe trong người, chứ không phải rên nó mệt. Lúc hít mà sâu vô hơi thứ 10 nè. Nó rên hừ hừ nhưng mà nó mệt, nó sảng khoái á. Nó cái tiếng rên nó nghe cũng sướng, nó rên hừ 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 mà nó khỏe. Mà công nhận cái ông giáo sư tiến sĩ này, ông nói là một ngày ông phải làm một tiếng, ít nhất là phải nửa tiếng. Mà khi mình biết hít á, là mình hít vô cái hơi thở nó vô sâu, thiệt sâu mà chậm. Chứ còn gì, nó vô tới ngực hoặc là tới cổ nó không vô. Còn nếu mà hít mà sâu là nó vô vậy nè. Thấy cái lỗ mũi nó mát, từ từ nó vô sâu, mà vừa hít vừa niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát trong tâm, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, 3-4 câu luôn vô đó, giữ lại 2 câu, 3 câu trong đó niệm trong tâm, rồi bắt đầu thở ra khoảng 5-10 hơi là trong người nó sảng khoái. Giống như là cái cây mà nó thiếu nước thì con người mình thiếu không khí, y như cái cây thiếu nước, con cá nó thiếu nước, giống y chang như con người mình thiếu không khí. Nói chỗ này, chúng tôi mới coi cái ông giáo sư tiến sĩ đó, ông nói cái hơi thở của con người, cho nên Tổ Ấn Quang nói hơi thở và thọ mạng và tâm thức nó ba là một. Hết thở, thọ mạng hết, coi như là chết, hết thọ mạng ở dương gian. Rồi còn lại chỉ tâm thức thôi, còn lại tâm thức đó là nghiệp thức, tùy theo nghiệp xấu ác mà nó đi đọa lạc, hay là nghiệp phước thiện nó đi thăng hoa lên những cõi an lành. Lúc đó nó còn lại cái một là cái tâm thôi. Nên nhớ chỗ này. Ở chỗ này chỗ quan trọng, nhắc lại là đợt sâu nên ai yếu và thấy vừa chớm mệt là bắt đầu im lặng, hít sâu thở bằng miệng, hít bằng mũi thở bằng miệng lúc đứng á, nhưng mà lúc quỳ là hít luôn bằng mũi vô luôn, không thở ra bằng miệng, bởi vì lúc đó thời gian nó ngắn, hít bằng mũi vô sâu cái là úp mặt xuống thở ra luôn, rất sảng khoái.
Và cái cách lễ theo lễ đúng pháp sư đạo chứng là mấy hôm nay thầy tánh lễ cho quý vị coi, nên áp dụng kiểu này nha. Đừng cái kiểu làm cái kiểu như mình cứ chổng mông lên rồi mình làm không đúng cách là sẽ mệt đấy. Đợt này chúng tôi lễ không đau chân và không khó chịu. Lúc trước chúng tôi lễ kiểu mà chồm người tới lui ra sau á, cái chân nó bị nhói. Mà khi đổi ra cái cách mà bật người đứng dậy, quỳ thẳng đứng lên luôn, hết đầu chân liền. Công nhận hay ghê nè. Nó không có nhói cái chân nữa, không có thuốc gì hết trơn á, mà sai cách là nó có vấn đề ngay. Đó là cái việc hôm nay Giáng Nhàn chia sẻ cái kinh nghiệm lạy 500 lên danh hiệu sáng nay cho quý vị. Và từ giờ trở đi thì lạy thoải mái theo cái kiểu mà hít và im lặng, và lạy xong rồi muốn ra giảng thoải mái, cứ hít khoảng 10 hơi 20 hơi vô là sảng khoái. Rồi lễ giảng xong xuống hít khoảng 20 hơi vô, ăn cơm ngủ một giấc khỏe re liền. Áp dụng rồi, mấy ngày hôm nay áp dụng rồi, thấy kết quả. Chứ để mà mệt nằm trên giường ngất ngay như chú Duyên, như cá cạn nước, ông ngủ không được. 2 tiếng ông nằm trên giường, ông lăn lóc, ông ngủ không được. Thì lúc đó mới là thấy cái hơi thở quan trọng. Đôi khi không biết luôn, cái chỗ này quan trọng cực kỳ đó. Cho nên Ấn Tổ hay nói về cái việc tổn khí đó. Cho nên cái phương cách này dành cho người giảng sư, hít sâu vô giữ lại, thở ra 5-10 hơi dành cho giảng sư, dành cho những người cô giáo, dành cho những người mà nói trước công chúng nhiều, dành cho như thầy thiện tụng kinh nhiều. Những người mà nói nhiều mà không có cái cách này thì một thời gian tiêu cái buồng phổi, tổn khí, nguy hiểm cực kỳ chứ không phải đơn giản. Cái lễ Phật lúc đó nó mệt, nó cũng bắt đầu tổn khí rồi đó. Mà nếu không im lặng mà hít vô thì lâu ngày như vậy chịu không nổi, bức ngay. Đó là cái việc chúng tôi kinh nghiệm từ trong văn sao và áp dụng trong cái cuộc sống lễ 500 lạy để cho anh em kinh nghiệm, nhớ cái kinh nghiệm này ha. Sáng hôm nay chúng tôi lạy đến cái câu này, tự nhiên trong lòng nó bị chấn động. Không biết trong một cái lượt lạy 500 danh hiệu mấy anh em có còn nhớ những cái câu nào không, hay là qua rồi mình quên. Có những câu tự nhiên chúng tôi sao tự nhiên nó động lại cái câu này. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Sở Hữu Quyến Thuộc Hòa Thuận. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Sở Hữu Quyến Thuộc Hòa Thuận. Sao đến câu này tự nhiên cái nó giữ cái câu này lại, và tự nhiên sao thấy trong tâm mình nó chấn động cái câu này. Thì hôm nay chúng tôi nói cái điều này khi chúng tôi lạy 500 danh hiệu, có không biết là câu số mấy, nhưng mà đến cái câu là nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Sở Hữu Quyến Thuộc Hòa Thuận. Sở hữu là mình được, quyến thuộc là thân bằng của mình, có hòa thuận không? Nếu người nào thân bằng quyến thuộc không hòa thuận, chồng không hòa, vợ không kính, chồng hòa vợ thuận không có. Chỗ này là ngũ luân quan trọng cực kỳ. Mà khi không hòa thuận được thì điều gì xuất hiện? Điều gì xuất hiện? Điều gì quý vị? Thù ghét gặp gỡ khổ. Chỗ này xuất hiện thù ghét, mà mình gặp nhau rồi mình quánh nhau, hoặc là mình làm khổ nhau rồi mình bỏ mình ra đi, mỗi người một ngã thì thôi xong. Mà thù ghét mà ngày nào cũng gặp thì thôi rồi. Có cái cô ở Hải Dương có nói gửi đơn rồi chuẩn bị ly dị với ông chồng, đợi dịch xong là ly dị, không thể nào mà có thể chấp nhận được. Chắc bây giờ cô cũng đang ngồi nghe chúng tôi rồi đó, buổi giảng nào chúng tôi cũng nghe. Thầy Tuệ nói có thể nào bỏ qua, có thể nào hòa giải được không? Mới nói không thể bỏ qua được cái loại người này, sở hữu quyến thuộc không hòa thuận. Vì sao cái lúc mới gặp nhau thương yêu nhau mà cái gì cũng hòa thuận, cái gì cũng chịu, mà sau một thời gian không hòa thuận vậy? Vì đem tâm phàm đối xử với nhau. Lắng nghe chỗ này cực kỳ quan trọng. Bước đầu đem tâm cung kính, thương yêu, tha thứ, vui vẻ, hòa thuận thì mới nên mới vợ mới chồng, chứ không phải chú Tú. Tú chắc có gia đình rồi chứ biết. Thì Bảo cũng biết rồi chuyện này đúng không? Sở hữu quyến thuộc hòa thuận không? Cực kỳ khó gây dựng một sở hữu quyến thuộc hòa thuận. Vậy mà người này thờ Quan Âm Bồ Tát, niệm Quan Âm Bồ Tát, đảnh lễ Bồ Tát Quan Âm, lấy tâm của Bồ Tát Quan Âm làm tâm của mình, lấy nguyện Bồ Tát Quan Âm làm nguyện của mình, lấy hạnh của Bồ Tát Quan Âm làm hạnh của mình, thì gia đình người này sẽ hòa thuận. Dễ làm không? Biết thì dễ lắm, mà không biết thì làm không được. Hôm nay anh em mình có hòa thuận không? Quá hòa thuận. Khi chúng tôi vừa đọc câu này, cái trời ơi, mình có một cái gia đình hòa thuận không ơi? Tương đối là hòa thuận. Ở trên chùa có khi nào lấy dao đồ chém rồi kình cãi nhau, rồi giành quần, giành áo, giành kỳ tiền, giành bạc không? Có chửi lộn, ăn nói sắc sược với nhau không? Không.
trên chùa mình hòa thuận đây, được một cái gia đình hòa thuận đó. Là do gì vậy? Do ăn chay, do phóng sanh, do niệm Phật, do niệm Quan Âm hằng ngày, đảnh lễ Bồ Tát Quan Âm. Đúng không? Đúng rồi. Trời ơi, được cái gia đình này không phải là dễ đâu nha. Trời ơi, khi mà đọc đến đây, nhìn lại cái gia đình Giác Nhàn lúc trước chưa có, Giác Nhàn chưa đi tu, trời ơi, nó lộn xộn, kinh hồn luôn. Một gia đình không hòa thuận, một cái gia đình không hòa hợp. Mãi ông bà già kình cãi nhau, kình cãi kinh khủng luôn. Đến ngày mùng 3, mùng 4 Tết mà mới làm bánh hỏi đầu năm mà hai ông bà đã kình cãi nhau rồi. Ông nói trời ơi, ba ngày Tết tôi nói với bà, nghĩ đến mùng 10 mình có thiếu ăn, thiếu mặc đâu mà bà làm chi mới mùng 4 mà đi làm bánh hỏi vậy bà. Mới kêu ông ăn củi như núi, vàng như đống, một chất một đống như cái núi ông ăn cũng hết nữa. Ông lo làm đi, ông làm biến tổ nội đi. Bắt đầu rồi hai người kình cãi đầu năm, đời qua tiếng lại, không hòa thuận. Có không? Gia đình của mình là như vậy. Mà khi gia đình nếu không hòa thuận thì sao? Thì xã hội sẽ không hòa thuận. Bởi vì gia đình là cái gốc của xã hội mà. Mà xã hội là cái gốc của đất nước. Mà đất nước là cái gốc của quốc gia. Quốc gia là cái gốc của thiên hạ. Thiên hạ là cái gốc của nhân loại. Nhân loại này không hòa thuận là từ gia đình không hòa thuận. Cho nên vừa rồi thầy Tánh mới lên trên chùa mình, thấy được cái cuốn đưa chúng tôi đang xem một cái cuốn này. Người ta trích lục những cái tinh yếu khai thị của Tổ sư Ấn Quang, tu học bắt đầu từ gia đình. Trời ơi, cái cuốn sách này nó hay. Trích ra những lá thư nói về giáo dục gia đình, giáo dục nhân quả, bảo thân tiến dục, cực hay cái cuốn sách này. Tổ sư Ấn Quang ngài nói, ai cũng bỏ lơ về gia đình hết trơn. Đi về chùa tu, mình lo cho bản thân của mình. Thôi gia đình không chuyển hóa được mặc kệ. Không để cái tâm vô để mà gì? Để cho gia đình hòa thuận. Lắng nghe chỗ này nè. Tổ Ấn Quang nói, nếu gia đình người này mà thực sự biết tu, biết hộ niệm, thì gia đình là thành viên hộ niệm trợ thủ đắc lực cho người đã vãng sanh. Còn nếu chỉ cho có một người trong gia đình đó không biết hộ niệm, không tin về vấn đề niệm Phật, không tin Phật Pháp, thì lúc mất mà người này có ý lục trong gia đình thì họ làm gì quý vị? Giết gà, giết heo, mời thầy bùa, thầy phù thủy về chấn yếm, sợ là chết trùng về bắt mình đi, bắt gia đình đi. Cho nên yếm đủ kiểu luôn. Bà ngoại chúng tôi bị yếm bốn con bờ tướng, cờ tướng bốn góc, lấy cái rế, lấy cái đồ ụp lên trên mặt, lấy gì viết tùm lum hết, không cho bà ngoại về. Phù thủy á, phù thủy làm như vậy đó. Mà không biết là có ngày trùng hay không nữa. Mà họ nói một cái là sợ. Kêu bây giờ trùng như vậy, cái người nào tuổi gì không được có mặt lúc liệm hoặc đưa đi đám. Trời ơi, kinh khủng mấy ông phù thủy luôn. Không hiểu đạo, không có biết gì hết trơn. Cho nên là nghe ông thầy phù thủy. Kinh khủng chưa? Vì vậy cho nên thành ra cái việc mà để cho gia đình người này hòa thuận thì đòi hỏi gia đình người này phải kính tin Bồ Tát Quan Thế Âm. Mà khi kính tin Bồ Tát Quan Thế Âm mà chân thành cung kính, ngoài sự tướng là mình đảnh lễ, mình xưng niệm, trong lý tánh là học theo cái hạnh của Bồ Tát là thương người, thương vật, giúp người, giúp vật, lợi người, lợi vật. Đó, lý sự phải viên dung như vậy thì thành tựu được. Sở hữu, quyến thuộc, hòa thuận. Nếu gia đình đó hòa thuận được và đồng lòng để mà hộ niệm, giống như cô Văn mà vừa rồi mới xe tông hôm qua chúng tôi gọi cho gia đình của cô ta. Trời ơi, đứa con nó nói hôm trước ngày Chủ nhật, con là coi như con người mất hồn, má con chết mà cán dập cái đầu, rớt cái đầu ra. Mà cháu của con ngồi đó không chết mà ba con gãy cái tay. Tôi nói đầu năm mà sao nó xui như vậy. Rồi con cũng mặc cảm đối với bạn bè Phật tử, nói làm sao má mày ăn ở gia đình mình thất đức mà mày chết một cách mà đột ngột như vậy. Con mặc coi như là một cái mặc cảm của con, không có chỗ nào mà thoát được. Và khổ cùng cực khi mà xuống con nghe thầy giảng xong rồi, bắt đầu là con phát tâm, con niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát suốt luôn. Và con vô bên trong cái phòng hộ niệm con lại 3-4 tiếng một lần. Và lúc hôm qua con đưa má con đi, con không có một giọt nước mắt, con an vui trong danh hiệu Bồ Tát Quan Âm. Hôm qua nó kêu không có ngày Chủ nhật mà thầy khai thị cho con thì chắc con điên con chết. Quá khổ, đột ngột, má con chết một cách quá đột ngột. Quý vị thấy không? Thấy niệm Quan Âm một cái nó an bình khi mà cùng cực tinh thần đau khổ.
cả gia đình đồng lòng để mà gì cúng dường lo lắng thỉnh hòa thượng Thanh Tân xuống tới ngay cái chỗ mà bà chết để mà gì cúng, mà không phải đi chùa Linh Phước, mà trước khi mất lên chùa Linh Quang thăm chùa, rồi cuối cùng bà mất là hòa thượng Linh Quang đó đi xuống cúng cho bà, đem về tới nhà địa tạng của mình cúng, có thầy đồng trì ra cúng dường. Hòa thượng gọi kêu sao đệ tử thầy nó ngoan quá chừng luôn, cả gia đình đồng lòng, thì gia đình sở hữu quyến thuộc hòa thuận. Cô này là cô đi xuống chùa mà cổ hòa thượng Minh Thông ở miền Tây, là chỗ dưới đó là coi như là hầu như là hàng tuần cũng có lạy Bồ Tát Quan Âm và niệm Phật suốt. Cho nên mới nói rằng cái gốc của cái thân đó là cái tâm, mà cái gốc của cái thân đó là gia đình, gốc của gia đình đó là xã hội, cái gốc của xã hội là đất nước. Như vậy mình thấy rằng một đất nước mà nếu có một gia đình hòa thuận quyến thuộc như là chùa Quan Âm, tỉnh Thất Quan Âm, thực sự thì chúng tôi xem như là một gia đình hòa thuận, một quyến thuộc hòa thuận, ít khi mà cầm dao kình cãi. Cho nên Tổ Ân Quang nói cái khổ lớn nhất của con người là khi con cái ngỗ nghịch tranh giành của cải, và cha mẹ phải cưu mang, cho đến lúc cha mất, mẹ mất, hoặc giả con mất đi rồi thì mới nói nó vơi đi. Chứ nếu mà còn sống với nhau thì giữa mẹ con phải sống cho đến lúc ra đi thì mới hết. Chứ còn sống thì còn gì? Liên lạc, liên hệ với nhau. Và gì? Con là nợ, chồng vợ là oan gia, cửa nhà là nghiệp báo. Thì quý vị coi ba cái này nó vây một con người, thì quý vị tìm được sở hữu quyến thuộc hòa thuận không? Cực kỳ khó đó. Con là nợ, nó tới nó đòi nợ, nó báo oán. Chồng vợ là oan gia, cửa nhà là nghiệp báo. Ông bà xưa mình nói như vậy, quý vị thoát khỏi ba cái này không? Muốn thoát khỏi nó thì cần phải có Bồ Tát Quan Âm. Cái này rất chính xác vô cùng. Ngài chuyên cứu khổ cho chúng sanh chúng ta. Cho nên thành ra một cái gia đình sống với nhau, con đời trước là oán thù bắt đầu vào để báo oán. Chồng vợ với nhau lúc đời trước là oan gia với nhau, bây giờ gặp nhau để trả nợ món nợ xưa. Cho nên chồng vợ là oan gia, cửa nhà là nghiệp báo. Tìm được tiền bạc, có những người người ta tạo bao nhiêu nghiệp xấu ác mới có được tiền bạc, họ dựng lên một cơ ngơi của gia đình cho cuộc sống của họ, có phải là nghiệp báo không? Phải đấy. Còn riêng anh em huynh đệ của mình ở trong này mình tu nhờ tam bảo gia trì, người ta cúng đến thôi, mình đủ có nhiêu sống bao nhiêu, không có tạo ác nghiệp đúng không? Có những người phải sát sanh nè, nói láo nè, họ tạo bao nhiêu nghiệp xấu ác họ mới có của cải, đó là nghiệp báo để họ dựng lên cơ đồ. Quý vị thấy an ổn không? Đang trong lúc dịch bệnh bây giờ nó cuồng loạn khắp các nơi, Hải Dương vẫn còn phải bị cách ly và tất cả các nước kinh khủng luôn. Mà bây giờ mình đang ngồi yên ổn như vậy, có phải là tam bảo gia hộ? Tam bảo gia hộ. Cho nên sở hữu quyến thuộc hòa thuận, thì cái câu này chúng tôi muốn nói với đại chúng ở đây và trên toàn thế giới, nên thành tâm thường tưởng niệm, ức niệm, ức là nhớ, nhớ niệm Nam Mô Quán Thâm Bồ Tát, để trong lòng sân hận, trong bực bội, tức tối, ngã mạn, si mê của mình, tham ái của mình, nó rơi rụng từ từ, nó nén để nó rơi rụng từ từ, nó không có tạo ra những cái nghiệp xấu ác xung đột với nhau. Rồi bên cạnh đó mình thờ kính hàng ngày, mình đảnh lễ, mình làm những chịu phước thiện, thì gia đình người này phải hòa thuận, sở hữu quyến thuộc phải hòa thuận. Câu này cực kỳ hay luôn. Nếu tu không bắt đầu từ gia đình thì gì? Mất gốc rồi. Nếu không Phật hóa được gia đình thì lúc quý vị ra đi, con của mình nó xông vô, không ai cản được. Tôi là con của bà A, tôi là con của bà B, sao mà bây giờ không có phải đi tắm liệm liền mà bây giờ để đó niệm Phật? Niệm Phật làm cái gì? Chết rồi là phải, lúc mẹ tôi lúc trước bà còn sống, bà ăn thịt ăn đồ, mà bây giờ bao nhiêu người cúng thịt thà hết trơn, bây giờ cúng chay là cúng sao? Nó làm loạn lên hết trơn. Đó là sở hữu oan gia, không phải hòa thuận đấy. Nó tới nó báo oán mình chết luôn chứ không phải đơn giản. Quý vị coi. Cho nên mẹ chúng tôi bắt đầu là bà biết ăn chay là bà niệm Bồ Tát Quan Âm, chúng tôi trong ruột nó nóng mà chịu không nổi. Sau đó rồi bà nghe Quan Âm nói, người ta nói mình đừng nói lại á, là tìm đức theo Phật.
Bởi vì ông cụ nói một câu, bà nói một câu, hai người cứ qua lời qua tiếng lại, lời qua tiếng lại. Cái kinh khủng lắm. Mà khi nghe một câu mà muốn nghe như vậy thì bà thường niệm Quan Âm. Mà đêm ngủ là không biết trong nhà có cái vong sao họ cứ bóp cổ họ đè, bà cụ chịu không được. Cuối cùng bà niệm Quan Âm vậy mà họ giạt ra luôn. Họ bung ra luôn và họ suối bà cụ không niệm thì on da mà. Suối bà cụ để kình cãi không được bắt đầu suối ông cụ. Kinh khủng, trong nhà nó lộn xộn, on da nhiều đời nhiều kiếp. Thế mà gì? Cuối cùng nói là nghe trong tai nói là tìm đức mà theo Phật người ta nói đừng có nói lại. Cái tiếng Bồ Tát rõ ràng như vậy, bắt đầu ông cụ nói gì nói mà không có nói lại. Nhưng mà bước đầu bà chưa có dằn xuống được trong bụng mà nói Bồ Tát mà không nói là ông chết ông tôi rồi đó. May Bồ Tát nói tôi không nói lại với ông đó nghe. Tôi mà không nể Bồ Tát là ông chết ông tôi rồi đó, đừng lắm lời với tôi nghe. Sau thời gian cái bắt đầu gì yên ổn, cái mà nằm bên niệm Quan Âm nữa. Bên niệm suốt luôn, bởi kêu giờ con muốn đi tu, sư bà hãy chịu âm quá, con ở nhà con khổ quá. Cuối cùng Bồ Tát nói để Bồ Tát Quan Âm lo cho. Rồi cuối cùng gì? Mọi sự việc sắp xếp xong hết rồi bà đi tu. Bồ Tát Quan Âm lo cho bà cụ từ lúc bắt đầu chưa biết tu cho đến lúc mà bà đi tu được. Công nhận sở hữu quyến thuộc hòa thuận là danh hiệu của Bồ Tát Quan Âm, là hạnh nguyện của Bồ Tát Quan Âm. Mà phải làm cho đúng sự lý. Sự lý đó là sự phải lễ kính thờ Bồ Tát, trân trọng cung kính, cúng dường, đảnh lễ, xưng niệm. Trong tâm mình phải mang cái hạnh của Bồ Tát Quan Âm là ban vui và cứu khổ, thương người, thương vật. Đó là cái hạnh của mình. Cái tâm của mình là phải chân thật, cung kính, chí thành. Sự lý nó viên dung như vậy thì mới có kết quả. Chứ nhiều người nói Bồ Tát trong tâm nè, là tánh nghe, còn gì thờ Bồ Tát bên ngoài, còn gì cung kính, đảnh lễ, cúng dường. Cái đó là người chấp lý, phế sự, sai, không được. Còn người cứ đeo theo cái sự bên ngoài là cứ cầu cho Bồ Tát Quan Âm gia hộ, tu thì không có tu gì hết trơn, làm bao nhiêu việc xấu ác, gặp khổ rồi ôm chân Bồ Tát khóc nhầy khóc nhụa, rồi cúng mấy nải chuối kêu Bồ Tát cho con hết khổ đi, qua nạn đi, chúng với số để trả nợ, làm gì có cái vụ đó, đúng không? Cho nên ra chúng sanh thường là bị mê tín, là người ta nói cái chỗ này. Chứ nhiều người niệm cảm ứng, biết bao nhiêu cái câu chuyện mà thầy tánh thầy đọc cái cuốn sách vừa rồi, thầy soạn ra cuốn sách là niệm Phật cần thêm niệm kèm theo danh hiệu Quan Âm và thần chú Đại Bi, biết bao nhiêu sự cảm ứng. Chút xíu nữa thầy Nhuận Minh đọc cho quý vị nghe câu chuyện này, đặc biệt có niệm mới có cảm ứng. Mà vì sao là được cảm ứng? Vì tâm của họ và tiếng và tướng và sự và lý nó viên dung, có cái chỗ này là chỗ đặc biệt nè. Nhất tâm đảnh lễ nam mô sở hữu quyến thuộc hòa thuận. Sở hữu quyến thuộc hòa thuận, quyến thuộc của mình ở khu chuyên tu, ở viện chuyên tu và trên tịnh thất phải hòa thuận nha. Hòa thuận mới hạnh phúc an vui. Cho nên Phật mới nói là nếu tăng đoàn ta mà lấy luật hòa kính áp dụng là tăng đoàn ta giàu cho nghèo, không có của cải vật chất vẫn an vui. Còn nếu mà người đó an vui, người đó giàu có của cải tỷ phú mà gia đình không hòa thuận, Khi nghèo không có tiền của không sao, khi bắt đầu có tiền của là ông chồng bắt đầu sanh nổi chứng đi có vợ bé, rồi vợ chỉ ăn uống xe xua, bắt đầu đi trang điểm, đi lo nghe múa hát, đi học đàn, làm đủ kiểu, không lo cho con cái, bắt đầu gia đình banh chành ra hết, thì của cải để làm cái gì? Không chịu thờ kính Bồ Tát, không chịu niệm ăn chay niệm Phật tu hành, của cải giàu có đi nữa chỉ là phước thừa của đời trước rồi bắt đầu hưởng. Mà ai trong cõi đời này mà có phước không có hưởng? Không, không có tạo nghiệp không? Chỉ có hàng Bồ Tát, hàng Thánh, những người học lời Thánh Hiền, họ biết có phước họ chia sẻ cho người khác. Còn không thì đố mà họ chia sẻ, giàu một đồng cũng không có đâu. Nó đâu có tin nhân quả đâu. Rồi. Cái câu thứ hai, đặc biệt hơn nữa, nhất tâm đảnh lễ, nam mô thành tựu nhất thiết thiện căn. Câu này đặc sắc, danh hiệu này đặc sắc. Cho nên Tổ sư Ấn Quang nói có hai cái thiện căn mà con người phải vun trồng để liễu sanh thoát tử, đó là tính căn và nguyện căn. Nếu người này có tính căn là căn lành, niềm tin với Phật Pháp, niềm tin với Tam Bảo, niềm tin với câu danh hiệu Nam Mô với Đạo Phật, niềm tin với cảnh giới cực lạc, và niềm tin rằng một đời này mình về vun trồng cái tính căn này là yếu tố vãng sanh. Nếu đủ tính và nguyện căn thì người này chắc chắn vãng sanh. Còn thí dụ họ thiếu căn mắt, căn tai, họ câm, họ điếc, họ ngọng, họ thiếu chân tay, những căn này thiếu không quan trọng, không sao, có thể niệm Phật vãng sanh được, với điều kiện họ phải có tính và nguyện căn. Và khi tính nguyện căn có rồi, bắt đầu là hạnh căn, hạnh của họ bắt đầu họ hành trì, họ miêm mật niệm Phật như con nhớ mẹ, như con nhớ cha, mong về quê nhà của cha mình. Người này thành tựu liễu sanh thoát tử không khó, không khó.
Nếu biết không khó, mà không biết thì cực kỳ khó. Phải không ạ? Nhiều người nói tôi nghèo khổ quá làm gì mà về Tây Phương Cực Lạc. Nghèo khổ có vun trồng tính căn được không? Được. Mình nghèo khổ có ai ngăn cản mình được cái chuyện tin Phật không? Không. Mình làm được không? Được. Nguyện về Tây Phương được không? Được. Tính căn này mình có thể mình phát triển được, nhưng không có ai khuyên bảo mình không biết thôi. Thường con người hay mặc cảm cùng tử, tôi nghèo khổ, tôi đàn bà, sanh đẻ dơ giấy, tội lỗi. Tội lỗi bằng vua ai xà thế à? Giết cha hại mẹ vẫn được vãng sanh. Vì sao mà giết cha hại mẹ vẫn được vãng sanh vậy? Khi ông làm những ngũ nghịch trọng tội này, ông nghe Phật nói rồi ông phát tâm dũng bảnh tinh tấn, ông tu hành, ông không làm ngũ nghịch thập ác này nữa, và ông không làm tội ngũ nghịch này nữa, bắt đầu ông vun trồng tính căn, ông vun trồng nguyện căn, và ông hành trì. Cho nên Hòa Thượng Tịnh Không mới nói rằng ông này đặc biệt vãng sanh về thượng phẩm trung sanh, vì ông bắt đầu biết quay đầu. Cho nên pháp môn tịnh độ Ấn Tổ mới hay nói là ngũ nghịch thập ác mà quay đầu rồi, đầy đủ tín nguyện hạnh vẫn được vãng sanh, tích lũy thiện căn phước đức vẫn được vãng sanh. Cho nên cái pháp môn này là tam căn phổ bị phàm thánh tề thâu, cứu người mà ngũ nghịch thập ác. Pháp môn này mười phương chư Phật tướng lưỡi rộng dài thuyết thành thật ngôn, cho nên Bồ Tát Quan Âm mới về Tây Phương Cực Lạc phụ tá Đức Phật Di Đà, và Đức Phật Di Đà cần phải có Bồ Tát Quan Âm để phụ tá ngài tiếp dẫn vãng sanh. Nếu bọn phàm phu mình mà không có Bồ Tát Quan Âm để mà hỗ trợ cho mình trên con đường vãng sanh thì cực kỳ nan giải đó, thiên nan vạn nan đó. Cái câu này của Ấn Tổ nói muốn gặp vua phải qua tể tướng, mà Quan Âm là đầu trong tể tướng, đứng đầu trong tể tướng. Cái này cực kỳ hay. Hôm qua mới nói thầy tánh soạn, muốn gặp vua phải qua tể tướng. Về tới Tây Phương Cực Lạc mà lúc này gặp nhiều chướng nạn, tính căn không đủ, nguyện căn không đủ, sức công phu không có, thì cuối cùng gì? Niệm Quan Âm thì nhanh nhất trong sát na ứng hiện. Nên làm chuyện này. Cho nên thành ra dạo gần lại đây chúng tôi lấy cái công thức, cái thời khóa của Ấn Tổ cho Ngài Trí Thoát là pháp danh thân sướng, sáng đảnh lễ bao nhiêu câu Di Đà và đảnh lễ bao nhiêu câu Quan Âm bằng nhau, tụng cuốn kinh Di Đà đó, rồi suốt ngày niệm Quan Âm, cái chỗ này vẫn được vãng sanh. Những hạnh nguyện của mình nó thành tựu vuông tròn một cách nhanh lẹ. Hay lắm. Cái chỗ này nên nhớ. 3 năm niệm Quan Âm, 5 năm niệm Quan Âm, 3 năm trì 108 biến đại bi, cho nó vuông tròn cái căn này, nó vuông tròn cái tính căn, mà nó vuông tròn cái nguyện căn và những cái chướng ngại mình, cho nó vượt qua bớt đi. Cho nên ra trong này chúng tôi đọc cái đoạn mà Ấn Tổ nói người niệm Quan Âm thì dễ cảm ứng hơn là niệm Di Đà, cho nên nhiều kinh nói về Bồ Tát Quan Âm quá đi, còn kinh nói về Phật Di Đà thì ít quá, và một số người họ không đủ sức tin, cho nên thành ra họ gặp nạn ra biển rồi gặp tai nạn này nọ, họ niệm Quan Âm cái là ứng hiện cứu ngay. Cho nên cái sự ảnh hưởng của Ngài trong cổ ta bà này rất sâu dày. Còn nếu người nào mà dũng mãnh phát tâm đầy đủ tín nguyện hạnh rồi á nghe, gặp nạn gì họ cũng vượt qua để mà họ chỉ niệm một câu Phật hiệu vãng sanh thì vẫn được như thường. Nhưng mà cái chuyện này không phải là dễ có con người này. Chúng nữa cái đoạn này thầy Nhuận Minh chúng nữa sẽ đọc cái đoạn này cho quý vị nghe. Cho nên cái buổi giảng hôm nay đầu tiên của cái năm Tân Sửu này, ngày 19, chúng tôi để toàn tâm trong này, đại chúng nên cố gắng lắng nghe. Mà nhờ có cái đại chúng, mỗi lần mà anh em huynh đệ quý thầy quý chú xuống ngồi làm chúng tôi có một cái sức sống, cái này nói chân tình, có một cái sức sống đại chúng hòa thuận, sở hữu quyến thuộc hòa thuận, ngồi lại trong này để mình lắng nghe. Để gì? Để làm biểu pháp. Biểu pháp này làm cho chúng tôi có cái động lực là một, thứ hai nó có biểu hiện một cái sự sở hữu quyến thuộc hòa thuận, thứ ba đó là khắp mọi người trên thế giới người ta quan hệ. Tìm một cái gia đình mà anh em năm tỉnh, bảy tỉnh rồi, người Bắc, miền Trung, Huế rồi gì đó, Bình Định, Củ Mì, đủ kiểu mà về đây ngồi chung với nhau mà hòa thuận. Chuyện này nó không phải là dễ. Anh em với nhau chung trong một khúc ruột á ngang mà hòa thuận mới là chuyện dễ. Mà thế mà hòa thuận không được. Còn bây giờ không chung một khúc ruột mà chung một cái gì? Chung một dòng giống của họ thích là đệ con của Phật Thích Ca. Đặc biệt hơn, muốn vào cái dòng dốc này luôn, cả một cái nhân duyên thù thắng đấy. Thành tựu nhất thiết thiện căn hay cực kỳ. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Chế Tâm Nhất Xứ. Chế Tâm Nhất Xứ, người thường niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Âm, tâm mình nó gom vào một chỗ,
gọi là chế tâm nhất xứ, vô sự bất biện, không việc gì không thành công. Thường niệm Quan Âm gọi là chế tâm nhất xứ. Mà thường niệm Quan Âm thì nhất tâm đảnh lễ có cái câu là tam nghiệp thanh tịnh. Đảnh lễ Bồ Tát Quan Âm, niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Âm là tam nghiệp, là thân khẩu ý thanh tịnh cực kỳ nhanh. Thân thì có sát sanh trộm cắp tà dâm. Người nào nhiều dâm dục mà niệm Quan Âm thì cực kỳ để mà nhanh tan biến. Nhiều sân hận, nhiều si mê cũng thế. Có cái ông đó, Ấn Tổ nói: các hạ muốn thoát trần lao, lìa sanh tử để vãng sanh, mà dâm tâm không trừ thì các hạ không bao giờ vãng sanh được. Dầu cho đó là chánh dâm giữa vợ chồng. Nói câu này mình nghe mình nổi cái óc chứ. Giữa chánh dâm vợ chồng mà lấy cái sự dâm dục làm vui á, thì người này vẫn không được vãng sanh. Vì người này không hết lòng tin ưa là vui vẻ mà niệm danh hiệu Phật để vãng sanh, mà hết lòng tin ưa cái dâm dục này làm chánh, thì người này lúc lâm chung phải vào bụng người. Bụng người thì còn đỡ, có chừng vào bụng dê, bụng chó, bụng lừa. Dâm tâm không trừ thì các hạ làm sao vãng sanh? Mà dâm tâm trừ có dễ không? Khó lắm chứ không phải là dễ đâu. Trời ơi, con người mình vì ái dục mà vào cõi này mà. Nếu không có ái dục làm sao sanh vào ta bà, ái bất nhiễm bất sanh ta bà. Cho nên thành ra cái giới mà giới tà dâm là gì? Khó giữ mà dễ phạm. Mà nếu không thành tâm mình niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Âm để nó phạm từ trong tâm rồi, bắt đầu nó hiện ra tướng rồi, đổ ai mà cứu được, trời kéo lại được. Nó mà về đời rồi thì thôi rồi. Không phải đơn giản. Cho nên chúng tôi nói cái lớp của chúng tôi 22 người mà chỉ còn 2 người. Có một ông sư đệ đó, sợ giờ ông nghe giảng, ông nghe tên ông cái mất công, ông mặc cảm, ông buồn. Ông cao ráo, ông đẹp trai, trời lúc trước chúng tôi xấu như con ma, nhìn đối với chúng tôi không có ra cái gì với ông hết. Ông cao ráo, mũi cao như Mỹ. Ôi ông sư phụ ông kêu cho ông này chắc tương lai mà ông làm giảng sư là tuyệt luôn á, nhìn đẹp lắm. Cuối cùng đi ra Sài Gòn học sao, cuối cùng cái cô bên Mỹ cô về cô lo cho tiền đi học. Mấy sư thì không có tiền để lo đi học, lo đi học về lo sao. Bữa đó bà dắt con bà về, bắt đầu sư nhìn ông thấy cũng cô này thấy cũng được mắt ghê cả. Về bắt đầu xin trả y sư phụ. Sư phụ kêu trời ơi, tôi có mình ông tôi gửi đi học cao cấp Phật học, chỉ có một tỉnh Đắk Lắk có một mình ông, bây giờ ông làm vậy tôi mặt mũi tôi coi. Không mặt mũi vậy, bây giờ con muốn đi về cưới vợ. Nói thẳng vậy luôn. Giờ ông sư phụ không chịu, kêu không có được, ông bỏ y trên chánh điện ông đi về luôn. Thì khi mà ông về bắt đầu mà để cưới thì con nhỏ nó nhìn nó thấy ông xấu như con ma. Nó nói sao lúc trước trời ơi anh còn đi tu anh đẹp quá, bây giờ anh về đời anh xấu dữ, anh thôi bye bye anh luôn, nó về Mỹ luôn. Trời ơi ở bên này ông khổ gì mà vợ cũng không có, cuối cùng gia đình cũng nghèo đi chăn mấy con bò luôn. Rồi bữa nghe nói có mấy con vợ luôn nghe chứ. Cho trời ơi cái phước người tu sĩ còn, tự nhiên người ta thấy người ta kính trọng. Cho nên thành ra trong tất cả cái sự trang nghiêm và đẹp thì giới thể của người tu sĩ là đẹp nhất, giới tướng của người tu sĩ là tuyệt đẹp nhất, làm cho Mai Đăng già phải rung động chịu không nổi. Mà cuối cùng xã hay đi về nó bỏ mới là chết dở cho ông nội. Trời ơi đúng là ma dương, nguy hiểm vô cùng. Thế chưa? Bỏ thầy rồi thì sao? Thì gọi rằng là phản thầy, không nghe lời thầy nữa. Người này bất trung, bất nghĩa, bất hiếu, bất kính, thì làm sao thành tựu ngoài cuộc đời được? Không thành tựu được đâu. Không thành tựu được. Ví dụ mình đến một cái nơi nào đó, một số các thầy ở đây, các thầy tử thức, một số như thầy tử thật như chúng tôi lúc trước ở trong thiền viện, mình thấy cái pháp môn này không phù hợp, mình xin mình đi tu pháp môn khác là nó khác. Mình xin đi rõ ràng các thầy hoan hỷ, các thầy cứ ông tu thiền được, ông tu tịnh độ, hoặc là như thế nào đó khác, hoặc thầy gửi gắm nó khác. Còn bỏ ngang mà đi lang thang thì thôi rồi, khó lắm. Cho nên hình ra mẹ thầy Phiên hôm bữa giờ chúng tôi lại nhớ cái câu của thầy Phiên nói mà chúng tôi nhớ mẹ của thầy. Mẹ của thầy nói một câu mà xanh như tàu lá luôn. Biết nói làm sao không kìa? Thầy mà bỏ chùa Quan Âm đi, lúc trước còn tịnh thất. Thầy bỏ tịnh thất đi, bỏ thầy nhàn đi, tôi với thầy không còn mẹ con nữa đâu. Thầy kêu làm gì mà cự tiệt mạnh dữ má. Kêu đúng rồi.
thầy là người cư sĩ đầu tiên vô đây, thầy xuất gia lo cho tu đến bây giờ, mà thầy bỏ thầy nhàn đi, gọi là phản sư, bất kính với bề trên, với thầy. Thầy nhàn thì đối với tôi, thầy bỏ tôi cũng cái một, bất hiếu nó cũng ngang ngang, bất kính còn mạnh hơn bất hiếu nữa thôi, không có còn phải mẹ con nữa. Ông kia thôi, bà nói một câu sanh dờn vậy thôi, ở chùa luôn cho rồi. Bà này bà biết dạy con, bà biết dạy con, phải răn đe kiểu đó. Chứ kiểu, ôi, con tu hả, thấy khổ thôi, về miếng cho miếng gà ăn cho nó có chất dinh dưỡng. Nếu tu chùa không được, về đây nghe, chùa bà nội này thôi, hết chê rồi. Không biết ngõ nào dạy con hết trơn, nguy hiểm vô cùng. Thấy không ạ? Thương đó là gì? Thương là hại. Thương con phải cho roi cho giọt, phải cho lời răn đe như vậy để cho nó có cái lòng kiên định mới mà tu hành. Ghét con cho ngọt cho ngào, nguy hiểm vậy đó. À, nãy giờ một tiếng đồng hồ rồi, bây giờ thầy Nhuận Minh sẽ đọc lời khai thị Ấn Tổ, xong rồi chúng tôi nói cuộc đời Ấn Tổ một chút và những cái xử lý về Bồ Tát Quan Âm ha. Lắng nghe nha, cái chỗ này hay, hay quan trọng, hai tờ bốn trang xuất sắc luôn. Nhìn thấy, nhìn thấy hồng hào sáng sủa khỏe vậy đó, chứ mà đọc xong chút nữa lễ là thôi nằm một đống sờ lừ. Thầy kêu xong cái lễ thì thở phào, thầy nằm hai ba ngày thầy mới dậy nói. Giờ đang tranh thủ niệm Bồ Tát Quan Âm để cho sức khỏe. Chân nhàn nói thôi tha thiết niệm ngài, người cho mấy viên thuốc cho nó khỏe, cho nó xong cho rồi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Vâng theo lời sư phụ chỉ dạy, con xin phép được đọc những lời khai thị của Tổ sư Ấn Quang trích trong Văn Sao. Thành tâm cung kính dâng lên cúng dường chư tôn đức và toàn thể đại chúng trong buổi sáng ngày hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật. Tổ sư Ấn Quang khai thị về Bồ Tát Quán Thế Âm và thần chú Đại Bi trích trong Ấn Quang Pháp Sư Tinh Hoa Lục. Khai thị số 1. Quán Thế Âm Bồ Tát trong quá khứ đã thành Phật từ lâu, trong vô lượng kiếp trước hiệu là Chánh Pháp Minh, nhưng do tâm từ bi tha thiết, lòng cứu khổ ân cần, chẳng lìa tịch quan hiện hình trong chính giới, trong mười phương vô lượng thế giới tùy loại hiện thân độ thoát chúng sanh. Phẩm Phổ Môn nói, nên dùng thân nào để độ được, liền hiện thân ấy để thuyết pháp. Tuy là mười phương thế giới không cõi nào chẳng hiện thân, nhưng đối với thế giới Ta Bà, nhân duyên rất sâu. Tuy những thân trong mười pháp giới không thân nào chẳng hiện, nhưng người đời thường gọi Ngài là Bồ Tát. Tuy những chỗ Ngài ứng hóa trọn khắp hoàng vũ, nhưng Phổ Đà Sơn tại Chiết Giang là nơi rõ ràng nhất. Số 2. Phật là Đại Y Vương trị khắp những bệnh thân tâm sanh tử cho chúng sanh. Nhưng đại bệnh sanh tử do tâm khởi, nên trước hết phải lấy trị tâm bệnh làm điều kiện tiên khởi. Nếu có thể tu trì theo đúng pháp thì thân bệnh cũng sẽ nhờ đó mà được trị lành. Thân bệnh có ba thứ, một là túc nghiệp, hai là nội thương, ba là ngoại cảm. Trong ba thứ bệnh này chỉ có túc nghiệp là khó trị. Nếu có thể dốc lòng thành, cạn lòng kính, phát đại bồ đề tâm, tự lợi lợi tha, niệm thánh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật và Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát để siêu độ những oan gia đối đầu đã bị người bệnh hãm hại trong những đời trước, nếu họ, tức những oan gia đối đầu ấy, lìa khổ được vui thì người bệnh sẽ tiêu nghiệp lành bệnh. Họ chẳng những không còn quấy phá mà trái lại còn cảm cái ơn siêu độ, nên sẽ âm thầm phù hộ. Phàm những ai mắc bệnh này và những người chữa trị bệnh ấy đều không thể không biết đến nghĩa này. Tôi hoàn toàn chẳng biết gì về thuốc men, nhưng rất mong cho người đời đều không bệnh tật, hằng ngày trì chú Đại Bi, gia trì vào nước sạch. Có người mắc bệnh ngặt lâu ngày, thầy thuốc Bắc, thuốc Tây đều chẳng chữa được. Tôi cho người ấy uống nước đã được trì chú Đại Bi, dạy người ấy kiên giết bảo vệ sinh mạng, ăn chay, niệm Phật và niệm Quán Âm. Nếu thật sự chí thành sẽ lập tức xoay chuyển được tình thế, không lâu sau tự lành bệnh, dẫu chẳng thể lành ngay, quyết cũng chẳng lẽ nào bị bệnh nặng thêm, lại còn có thể tiêu trừ ác nghiệp, tăng trưởng thiện căn,
lại chẳng tốn kém chi. Trích Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên Nguyện Hạ. Lá thư nêu tỏ ý nghĩa ẩn kín của việc học nghề y vào năm 1938. Số 3, phàm người tu hành ắt phải lấy niệm Phật làm chánh hạnh, lấy trì chú tụng kinh và làm các chuyện lợi ích làm trợ hạnh. Chánh trợ cùng hành sẽ như thuận nước căng bườm trong biển khổ sanh tử này, mau được vào biển Tát Bà Nhã, tức là nhất thiết trí. Nếu chẳng sanh lòng tin phát nguyện cầu sanh Tây Phương, cứ niệm Phật trì chú vân vân hờ hững thì đều chỉ thành phước báo cho đời sau mà thôi. Trì chú cố nhiên nên kiền thành khiết tịnh, niệm Phật cũng phải kiền thành khiết tịnh, nhưng tận tâm tận lực là được rồi. Hiện thời thiên tai nhân họa liên tiếp giáng xuống, trọn không có lúc nào ngưng dứt, ấy là do hết thảy chúng sanh đồng phận ác nghiệp chiêu cảm. Trong ác nghiệp chỉ có giết chóc là nhiều nhất, chỉ có giết chóc là thảm khốc nhất. Muốn cho thế đạo thái bình, nhân dân yên vui, ắt mọi người phải kiên giết bảo vệ sinh mạng, ăn chay niệm Phật thì mới là lời bàn luận giải quyết từ căn bản. Người niệm Phật ai nấy tùy phận, chuyên niệm Phật hiệu cũng được, mà kiêm thêm tụng kinh trì chú và rộng tu vạn hạnh cũng được, nhưng chớ nên trọn chẳng có đầu mối thứ tự. Ắt phải lấy niệm Phật làm chủ, làm chánh hạnh. Những thứ khác đều là khách, là trợ hạnh thì tốt lắm, nếu không sẽ như rải tiền trong nhà, chẳng xỏ thành chuỗi, sẽ không thọ dụng được. Cũng giống như vào biển thiếu kim chỉ nam, chẳng có gì để nương theo. Thờ tượng Phật Bồ Tát thì tượng vẽ hay tượng khắc đều được, chỉ cần coi tượng ấy như Đức Phật thật sự, tự nhiên sẽ được phước, được huệ. Nếu vẫn coi là giấy, gỗ, vân vân, ắt sẽ tổn phước, giảm thọ. Trích trong Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên Nguyện 2, thư trả lời cư sĩ Trầm Thọ Nhân. Số 4, từ lão thái vô uống nước pha tro hương được gia trì bằng chú Đại Bi mà căn bệnh nguy hiểm được bớt hẳn, đấy cũng là do lòng thành của gia quyến cảm nên. Trước kia quan chẳng trì chú Đại Bi, năm Dân Quốc 21 1932, quan bế quan tại chùa Báo Quốc, mẹ ông Ngô Hằng Tôn ở ngõ cầu Tây Hoa bệnh tình nguy cấp. Ông Hằng Tôn đang ở Bắc Kinh, người nhà vội đánh điện gọi ông về. Vợ ông ta sai người đến chùa Báo Quốc xin quan tụng cho một chén nước Đại Bi. Quan liền niệm ba biến, bảo cầm về uống vào, bà cụ liền tỉnh lại, không còn trong tình trạng nguy hiểm nữa. Sợ Hằng Tôn lo lắng, họ bèn đánh điện nói bệnh đã không còn nguy ngập nữa, Hằng Tôn bèn không về. Có một đứa bé 9 tuổi, khi sinh ra chưa đầy 2 tháng, khắp mình sanh đầy một lở nhỏ, xuân đến càng thêm đau đớn, trải nhiều năm vẫn không hết, uống thuốc cũng vô hiệu. Do vậy bèn xin nước Đại Bi, uống vào liền lành. Vì thế thường có người đến xin, hằng ngày nói chung phải niệm mấy biến. Về sau người đến xin càng nhiều, liền dùng một đồ đựng lớn. Năm trước tị nạn đến Linh Nham, thầy đương gia nói vẫn cần phải trì chú Đại Bi vào nước. Quan nói hiện thời không mua được bình, mà cũng không có tiền mua bình, hãy nên dùng gạo để thay. Trì chú Đại Bi vào tro hương thì trước kia ở Báo Quốc đã từng làm rồi, bởi lẽ đường xa chẳng thể gửi nước đi được, còn tro thì mọi lẽ đều không trở ngại gì. Nếu ở ngay địa phương này thì không dùng tro. Ông Tần Hiệu Lỗ ở Vô Tích bị ba thứ bệnh chữa không lành, vừa uống vừa bôi nước Đại Bi liền được lành, bèn quy y. Trích Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên Quyển 2, thư trả lời nữ cư sĩ Trương Giác Minh. Số 5, căn bệnh như ông nói đó là vì ăn nằm quá độ, do chẳng biết đoạn dục nên thuốc men vô hiệu. Từ nay hãy nên đoạn dục, vợ chồng ngủ riêng, chẳng mấy bữa sẽ thấy công hiệu. Đôi bên đều không xem nhau như vợ chồng, mà nên xem nhau như anh em, hoặc coi như khách khứa, đừng để cho dục niệm chớm nảy.
Nếu ngẫu nhiên khởi lên dục niệm, liền tưởng rắn độc nuốt nam căn của chính mình. Pháp này màu nhiệm tột bậc, nếu là nữ nhân, hãy nên tưởng như rắn độc chui vào nữ căn thì dục tâm sẽ tiêu diệt ngay. Sau khi bình phục vẹn 10, hãy nên dưỡng sức thêm bao nhiêu ngày nữa. Từ đấy càng phải nên điều độ, chớ nên thường ân ái thì mới mong sống lâu, mạnh khỏe được. Nếu chưa được bình phục 10 phần, quyết chẳng được nói bệnh đã khỏe hẳn, ở chung phòng chẳng sao. Nếu như thế, quyết khó thể mong chi lành mạnh được. Hãy nên nói rõ lời này với vợ, đây là để lành bệnh, chứ không phải là đoạn dục vĩnh viễn. Cố nhiên, đôi bên hãy nên khuyên nhắc lẫn nhau, chẳng để đến nỗi có khi không nhịn được thì sẽ lâu lành bệnh. Này tôi gửi cho ông một bao tro hương đại bi kèm theo thư. Tro này tôi đã dùng chú đại bi gia trì hơn 4.000 biến. Nếu có thể chí thành niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, chắc chắn chẳng mấy chốc sẽ lành. Một bao tro này có thể pha uống được 50-60 lần. Nếu sợ phiền phải pha nhiều lần, thì có thể lấy 1/6 lượng tro bỏ trong bát to, dùng nước sôi để pha, khuấy lên, đợi cho chất tro lắng xuống sẽ gạn lấy nước trong, trút vào trong bầu hoặc trong bình, trong vò, mỗi ngày uống 3-4 lượt. Cần phải ăn chay, hằng ngày thường niệm thánh hiệu Quán Âm. Nếu thấy hiệu nghiệm lớn lao, lần sau chỉ pha lượng tro vừa đủ dùng, do giữ nước lại không thuận tiện bằng giữ tro. Sau khi lành bệnh, đem số tro còn dư treo ở chỗ cao sạch sẽ, hoặc để thờ dưới khám thờ Phật, chớ nên khinh nhờn. Nếu gặp chứng bệnh nguy hiểm liền pha uống, ắt sẽ có thể khởi tử hồi sinh. Dẫu tuổi thọ đã tận, uống vào cũng có lợi ích. Chất tro sau khi pha xong nên thêm nước vào để trát lên nóc nhà hoặc đổ xuống giếng, cho nên đổ vào nơi ô uế. Tro này so với nước đại bi có công hiệu lớn hơn, vì nước đại bi gia trì mấy chục biến hoặc mấy trăm biến, liền bị người khác muốn lấy đi. Không có nước nào để lâu hơn 3-4 tháng. Tro này chuẩn bị sẵn cho người ở nơi xa chẳng thể gửi nước đến được. Trích Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên, quyển 2, thư trả lời cư sĩ Lục Bồi Cốc. Số 6, năm nay có một cô bé 9 tuổi bị bệnh do oán nghiệp hơn cả năm. Thuốc tàu, thuốc tây đều chẳng thấy công hiệu gì. Quan dạy cô bé niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, uống nước đại bi và dùng nước đại bi để rửa chỗ đau, hơn một tuần liền khỏi bệnh. Một bé trai 11 tuổi cũng giống như thế. Làm Phật sự trong thời tai nạn cấp bách lớn lao thì càng giản tiện càng hữu ích. Vì thế mới nói, lành bệnh chẳng cần phải dùng nhiều thuốc đến nỗi phải dùng lừa lạc đà để chở. Để cứu ngập mà vẫn cần đến to thuốc phải tìm các dược liệu ngoài biển cả. Ông có biết hay chăng? Trích trong Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên, quyển 2, thư trả lời cư sĩ Tạ Huệ Lâm. Số 7. Ông Tôn bị bệnh, hãy bảo ông ta niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, xin gạo đại bi từ nơi Pháp Sư Đức Sâm Chùa Thái Bình để nấu lấy nước uống. Nếu chí thành, ắt sẽ được lành bệnh. Mẹ ông Ngô Trạch Nam sắp mất, người nhà sang Chùa Thái Bình thỉnh tăng trợ niệm, được thầy Đức Sâm tặng gạo đại bi. Về đến nhà, mẹ đã cứng lưỡi, chẳng thể nói năng được nữa. Liền cấp tốc đem nấu lấy nước chấm vào lưỡi, mẹ liền nói được. Theo đại chúng niệm Phật, lúc lâm chung lớn tiếng niệm được 3 câu rồi mới qua đời. Gạo ấy dùng chú đại bi gia trì hơn 1 vạn biến. Câu chuyện số 1. Triều nhà Thanh có người tên Diệp Mai, sanh là người ở huyện Mai Phong, tỉnh Giang Tây. Từng thuật lại việc của người chú vợ là Trần Đình Dục như sau. Đình Dục là người có tính tâm Phật Pháp, lại thờ Quán Âm Đại Sĩ rất thành kính. Hàng ngày đều tụng chú Đại Bi, dù bận rộn cách nào cũng không bỏ sót. Niên hiệu Đạo Quan nhà Thanh vào lúc mùa thu năm Quý Tỵ, Đình Dục nhậm chức quận Ti Mã. Một hôm, ông có việc đi từ Hàng Giang vào Kinh Đô theo đường thủy. Lúc ấy do tiết trời mát mẻ, ông bèn ra trước mũi thuyền,
ngắm phong cảnh. Không may là gặp nhầm lúc người lái thuyền sửa buồm theo hướng gió, rủi ro đụng vào đình dục, làm ông mất thăng bằng, sẩy chân té xuống sông. Lúc bấy giờ vì gió thổi quá mạnh, thuyền theo hướng gió lao về trước, chỉ trong nháy mắt đã cách chỗ ông rơi xuống nước cả dầm. Đình dục khi té xuống nước thì nhìn thấy sóng trắng xóa như tuyết, nhưng thật lạ lùng, nước chỉ đến đầu gối ông mà thôi. Dưới chân ông hình như có vật gì nâng đỡ rất vững, nên ông không bị chìm mà cũng không lay động, nghiêng ngã. Chỉ có y phục ông bay phấp phới trên mặt nước mà thôi. Lúc bấy giờ ông thành tâm trì tụng chú Đại Bi, chưa đầy ba biến thì liền có người thấy, đến tiếp cứu đưa ông vào bờ. Trích Thường Túc Am Tỳ Bút, Nam Mô A Di Đà Phật. Trong cái đoạn này, Tổ sư Ấn Quang có nói Bồ Tát Quan Thế Âm á, ứng hiện khắp các nơi nhiều loại hình, thuyền bè, sông núi đủ loại hết. Nhưng mà ở Phổ Đà Sơn là rõ ràng nhất. Trong này Ngài có nói Phổ Đà Sơn ở bên Trung Quốc, chúng tôi có qua bên đó và muốn đến cái đảo Phổ Đà đó thì phải đi đường biển mất cũng 3-4 tiếng, thuyền chạy nhanh. Thì lúc đó chúng tôi đến thì nó có một cái sự kiện cũng đặc biệt, có cái cô đó người Trung Quốc, cổ đeo cái áo lạnh của cột ngang lưng á, bắt đầu cổ lạy, có một bước một lạy, nhất bộ nhất bái, từ bắt đầu cổ bước xuống thuyền là bắt đầu cổ lạy lên cho tới nơi cái tượng bằng đồng cao 19 mét. Thì chúng tôi nhìn thấy cổ lạy và đi theo và lên tới bên trên một chập thiệt lâu, bởi vì mình đi cho nên nhanh hơn, lên trên đó cũng thấy cổ lên tới nơi. Cái những người họ kính ngưỡng Bồ Tát Quan Âm như vậy, và cái tượng này đúc bằng đồng, thì cái lúc mà mọi người để làm an vị khi đúc xong thì bắt đầu mây vần vũ nó kéo ầm 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 đến và chuẩn bị mưa sấm chớp kinh khủng lắm. Có cái ông ở đó, ông canh, ông nói tiếng Trung Quốc cho người trong đoàn nghe xong phiên dịch lại. Lúc đó công ty Hòa Thiền, anh Toàn đưa chúng tôi đi. Thì mây nó vần vũ, nó mưa mà coi như là đồ lễ cúng đầy hết trơn, mà gió kinh khủng luôn. Thì nếu mà một chập nữa thì đồ cúng đồ bay hết mà mọi người phải tản mát chạy đi trốn, mà trên đó cũng không đủ chỗ để trốn vì đông quá. Thì mọi người nghe theo một vị thầy bắt đầu niệm Nam Mô Quan Tham Bồ Tát theo tiếng tàu của họ, niệm vang hết một cái khu đó, thì tự nhiên trong một lúc sau thì mây nó tan biến hết luôn và gió lặng luôn, sóng nó yên lại, bởi vì cái đó là một cái đảo, sóng nó vỗ vô dữ lắm. Thì khi mà sóng nó yên như vậy rồi, bắt đầu là gió nó yên như vậy rồi, mây nó kéo hết rồi, rồi Bồ Tát xuất hiện luôn, ai cũng thấy hết trơn luôn. Cho nên Ấn Tổ mới nói là Bồ Tát Quan Âm ứng hiện nơi Phổ Đà là rõ ràng nhất là chỗ này. Chúng tôi thì không có thấy, bởi vì nó cái cảnh đó lúc trước người ta đã niệm và người ta kể lại, người ta đã mục kích và thấy, người ta kể lại đây là sự thật. Cho nên thành ra Tổ Ấn Quang chọn cái chùa Linh Nham tại nơi Phổ Đà Sơn ngày ở đó, mà cái cảnh nó đẹp cực kỳ. Nó có những cái hang mà nước nó cứ vỗ vô ầm ầm, người ta đặt cái hang đó là Hải Triều Âm, mà xung cảnh đẹp lắm. Chỉ có 33 ngôi chùa, 32 ứng hóa thân, nhưng mà thêm một cái thân chánh của Bồ Tát nữa là 33, cho nên người ta có đúng 33 ngôi chùa trên cái đảo đó mà không có cho xây thêm, mà tối đi rất bình yên, yên ổn lắm trên cái đảo đó. Và Ấn Tổ ở tại chùa Linh Nham trên cái đảo đó là lâu nhất, và Ngài bế quan, Ngài tịnh tu ở tại đó. Và khi Ngài nói bắt đầu Ngài đến Linh Nham thì bao nhiêu cảnh đẹp ở Thổ Đà Quan không để mắt đến, chỉ có chí nguyện mong vãng sanh càng sớm càng tốt, vì cái cảnh quá đẹp cho nên ai cũng đến đó tham quan hết trơn. Trong Nga Mi lâu ngày của Ngài Phổ Hiền cũng đẹp, nhưng mà đi hơi vất vả, phải lên một cái cáp treo, mà cái cáp treo bên Trung Quốc cái làm như cái xe ba lô vậy đó, bắt đầu nó đưa con người đi lên trên đó, mà tuyết đồ lạnh lẽo lắm. Còn Ngũ Đài đó thì thôi rồi, nó lạnh mà cây cối nó trơ lên hết trơn, nó không có lá xanh tươi giống như là bên bên Nga Mi. Rồi bên Củ Hoa của Ngài Địa Tạng thì đi cũng vất vả lắm, mà riêng chỉ có qua Phổ Đà là ngồi trên thiền ngủ một chút xíu qua tới thiền nó chạy sướng nhất. Bồ Tát chọn cái chỗ đó cũng đẹp, mà nó lại qua không có trèo núi lội gì hết trơn á, giống như là đi lên trên Nga Mi hoặc Phổ lên trên Củ Hoa là lên bậc cấp đi khó cực kỳ.
Mà riêng đi qua Phổ Đà là ngồi trên thuyền cái rồi bắt đầu đưa cái èn qua tới mình nó mát mẻ cực kỳ lên sung sướng. Bồ Tát Quan Âm ứng hiện chỗ đó là rõ ràng nhất. À, cho nên thành ra là bọn phàm phu mình đó thì thực sự chưa có cái sự cảm ứng của Bồ Tát Quan Âm và chưa thấy cái thần lực của cổ Phật hiểu là chánh pháp Minh Như Lai là Bồ Tát Quan Âm á, chưa thấy cái thần lực bất khả tư nghị, cho nên mình xem thường, mình niệm tà tà, mình niệm rai rai thôi. Nhưng mà riêng đó Ấn Tổ Ngài có niềm tin và Ngài nói rằng Bồ Tát Quan Âm tuy rằng ứng hiện Phổ Đà nhưng Ngài ở bên Tây Phương Cực Lạc, ở Thật Báo và Thường Tịch qua lại hai cõi đó. Ứng hiện tuy rằng ở các nơi nhưng mà Ngài lại qua lại bên hai cõi bên đó. Kinh khủng không? Cho nên trong văn sao nói Bồ Tát Đại Thế Chí cũng cổ Phật, Bồ Tát Văn Âm cũng là cổ Phật, hai vị này là cổ Phật hết. Kinh khủng không? Thành ra cổ Phật với cổ Phật biết nhau cái thần lực của Bồ Tát Quan Âm cổ Phật như thế nào. Cho nên thành ra Ngài mỗi lần mà Ngài kêu bao nhiêu chuyện chứng duyên gì cứ niệm Quan Âm là qua hết. Đặc biệt là cái chỗ này. Và còn lại nửa tiếng nữa thì chúng tôi chỉ nói 20 phút nữa, còn phóng sanh là đúng 11 giờ là 2 tiếng đồng hồ thì chúng tôi mới đọc cái lời khai thị của Ấn Tổ. Lúc trước chúng tôi bị vướng mắc cái này cũng mất hết 2 tháng đấy. Không có lời khai thị này qua không được. Mình nói mình niệm Quan Âm suốt ngày, mình ít niệm Phật Di Đà, như vậy mình có được vãng sanh hay không? Nhưng mà mình, khi mình đọc vô rồi nhưng mà nó cứ lấn cấn. Sau bắt đầu mình thường niệm Quan Âm rồi bắt đầu nghe lời văn sao Ấn Tổ, từ từ thâm nhập bắt đầu mình mới tin được niệm Quan Âm cũng được vãng sanh. Còn nói đến cái chuyện niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát cầu sanh Tây Phương thì có gì là không được? Chẳng thấy trong kinh Lăng Nghiêm nói cầu vợ được vợ, cầu con được con, cầu phú quý được phú quý, cầu trường thọ được trường thọ, cho đến cầu đại niết bàn đắc đại niết bàn đó ư? Đại niết bàn là lý thể chứng được khi thành Phật, rốt ráo thành Phật mà còn được huống hồ vãng sanh Tây Phương ư? Nói một câu ngọt sớt luôn, thôi vô luôn. Cầu phú quý được phú quý. Hôm bữa tự nhiên đang đi niệm Quan Âm kêu trời ơi, cái số mình là 31 tuổi chết, hôm nay 50 tuổi rồi, không biết còn bao nhiêu năm nữa, thôi niệm Quan Âm cầu trường thọ được trường thọ, thôi niệm Quan Âm đi. Nhưng mà niệm Phật Di Đà cầu trường thọ được trường thọ không được. Nhưng mà cái sức để mà mình niệm, để mình tương ưng mà cảm ứng, để mà mình có cái sự mà công phu á, thì nó hơi khá lâu hơn. Cho nên Ngài nói là niệm Quan Âm thì tâm lực đỡ tốt, mà ứng hiện trong sát na thì nhanh hơn. Cho nên là Ngài có cái nguyện cầu phú quý được phú quý luôn nữa, cầu trường thọ được trường thọ, cầu con trai được con trai, cầu con gái được con gái. Mình đây tu hành là đâu còn con trai còn con gái gì nữa phải không ạ? Giờ không cầu con trai, không cầu con gái gì hết, cứ niệm Quan Âm vậy mà con trai tới đầy hết trơn, bà già cũng con gái tới đầy hết trơn luôn. Mà tới khỏe, không có sanh đâu, không có đẻ hết trơn, nó khỏe quá trời luôn. Đó, đến là tự nhiên Phật Bồ Tát nuôi nữa chứ, phải không? À, nhiều lúc vắng nhà ngồi mới suy nghĩ cái trời, cái Phật Pháp cũng màu nhiệm lạ, trên chùa quá trời đông, 70 mấy 80 gần cả trăm người, rồi các Phật tử đồ vô ăn một ngày 3 bữa biết bao nhiêu, ở dưới này có khi tháng 500-700 triệu luôn, vậy mà tối là hít thở vài câu là ngủ ngon, không có lo tiền bạc gì hết trơn, công nhận Tam Bảo cũng di diệu thiệt á nghe. Trời, lúc dịch bệnh này đâu phải là chuyện đơn giản, cái gia đình 5-7 người thôi mà cuối cùng gì rối ben luôn. Tết phải đóng cửa, bỏ trốn đi đâu chứ, sợ khách tới mà không có miếng mứt để mà đãi luôn. Còn mình ăn thả ga luôn, bánh tét treo đầy hết trơn, mứt đồ ăn tới bến luôn. Trời, chai tăng lia lịa nữa chứ. Đúng thiệt, Tam Bảo giá trị, niệm Phật có Phật lo. Thâm tính A Di Đà Phật gia sung mãn, thâm tính Nam Mô Quán Thâm Bồ Tát là gia sung mãn. Đúng thiệt, câu Phật hiệu, không thể nghĩ bàn. Không phải mình nói quá lời, đúng không ạ? Không phải nói quá lời, không thể nghĩ bàn. Lúc trước từ năm 2000 đến 2007 trời ơi, nó nghèo thê thảm luôn, đi giảng đi coi phong thủy rồi đi cúng rồi đi đám gì, người chết ở đâu cũng kêu mình hết trơn á. Thôi chỗ nào cũng đi hết trơn, rồi đi xem phong thủy người ta nói heo người ta không đẻ được cũng coi chuồng heo, dùng kiểu gì cũng coi hết, coi kiểu gì cũng coi hết mà cũng không đủ tiền sống. Trời ơi sao mà nó kỳ cục, đúng là trong mạng không có là mấy kiểu gì cũng không có, ngộ à. Vậy mà cuối cùng quay vô niệm Phật 2007-2010 rồi bắt đầu gì, người ta cúng 1 tỷ mấy là dựng cái chánh điện lớn, cái dựng chánh điện nhỏ làm từ từ từ. Trời, lúc đó mình phải thấm, mình kiểu đúng thiệt hay ghê nha, niệm Phật hay thiệt đó nha.
Vậy mà có người, nhiều người đang ở đây niệm Phật mà kêu trả được cái gì? Mấy người ở sớm người ta ở xung quanh thôi, mà ông lọc công giáo, ông bán đất tỷ tỷ, mình niệm Phật trả thấy cái gì? Những cái đó là cái nhỏ thôi, cái của cải vật chất rồi, đạo hữu đồ, chùa chiền nhỏ thôi, vãng sanh mới là chuyện lớn đấy bạn. Vãng sanh mới là tuyệt. Vãng sanh mới là cái chuyện mà coi như là giải quyết sanh tử rốt ráo, mới là cứu cánh viên mãn đấy. Cho nên thành ra là niệm Quan Âm cũng được vãng sanh, niệm Di Đà cũng được vãng sanh. Quan trọng là tính căn nguyện căn đủ thì 10 niệm Quan Âm cũng được vãng sanh, 10 niệm Di Đà cũng được vãng sanh. Tâm chúng ta và tâm Bồ Tát cùng một thể tánh. Chúng ta do mê trái nên nương theo tâm tánh này để khỏi hoặc tạo nghiệp chịu khổ não. Nếu biết cái tâm khởi tham sân si ấy chính là tâm viên chứng giới định huệ của Bồ Tát, thì khởi tâm động niệm có bao giờ chẳng phải là Bồ Tát hiện thần thông nói diệu pháp. Đấy ư? Câu này nó sâu xa dữ. Mình là phàm phu, khởi hoặc là tham sân si, mạn nghi, thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ kiến, gửi khởi hoặc. Mà khi khởi hoặc được rồi đó ngang, thì bắt đầu nó tạo nghiệp sát trộm dâm dối. Mà khởi hoặc học nó có sẵn trong này, tham sân si mạn nghi chừng chứng A-la-hán nó mới hết được. Câu này nó sâu lắm. Khởi hoặc lên là tham sân si mạn nghi, kiến hoặc tư hoặc đó. Mà khi khởi hoặc lên nó có sẵn hoặc trong này rồi, nó khởi lên bắt đầu nó tạo nghiệp. Mà khi tạo nghiệp rồi phải thọ quả báo. Mà mình, cái tâm mình y chang như tâm của Bồ Tát, sao không khởi lên để nghe lại danh hiệu Bồ Tát, khởi lên từ bi hỷ xả, khởi lên để mà mình niệm danh hiệu Bồ Tát, niệm Phật, để mà mình thoát trần lao, mà sao lại khởi hoặc để tạo nghiệp như vậy? Cho nên thành ra muốn để cho hoặc không khởi thì niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Âm. Dùng cái tai mình đó, dùng cái nghe đó, tu có theo hạnh Bồ Tát Quan Âm là dùng cái nghe, nghe lại danh hiệu của Bồ Tát Quan Âm. Còn Bồ Tát Quan Âm là tu là nghe lại tánh nghe để chứng được nhĩ căn viên thông. Lục căn hổ dụng, mắt có thể nghe, tai có thể thấy, lục căn hổ dụng Ngài đã chứng rồi. Nhưng mà Ngài nói mấy nó mà tu giống như Ngài đó thì khó lắm. Lâu lắm, vô lượng đời kiếp không chừng, có khi mà sanh tử lên xuống khó lắm. Bây giờ nghe lại danh hiệu của Ngài đi để chứng được nhĩ căn viên thông thì cái chuyện này dễ hơn. Nghe cái pháp của Ngài để chứng được cái tâm viên thông là dễ hơn. Rồi dùng cái cách của Ngài Đại Thế Chí mà Ấn Tổ hay nói đó, đó là điều nhiếp sáu căn, để mà niệm nữa thì người này thành công. Cho nên Phật A Di Đà phải cần có Bồ Tát Quan Âm, là phải nghe lại danh hiệu của Phật Di Đà là tu hạnh của Bồ Tát Quan Âm đó. Nghe lại tánh nghe thì giờ mình nghe lại cái pháp, rồi cần Bồ Tát Đại Thế Chí là điều nhiếp sáu căn. Hai vị Bồ Tát này là trợ thủ đắc lực cho người niệm Phật vãng sanh đó. Phải biết áp dụng cách như vậy thì người này sẽ thành tựu. Vậy cho nên thành ra là cái lời trong văn sao thì thiệt tình là sở chứng của Tổ sư Ấn Quang, là sở chứng của Bồ Tát cổ Phật Đại Thế Chí nói ra cực kỳ linh nghiệm. Cho nên chúng tôi mới nói đây là một bộ sách đầy đủ tam tạng kinh điển. Bởi vì Ngài suốt trong 30 mấy năm Ngài bế quan tịnh tu là đọc hết tam tạng kinh điển. Thế là đây là bộ sách mà gọi rằng là thiện thư toàn tập tam tạng kinh điển, có sức ảnh hưởng 9000 năm mặt khác. Cho nên là đại chúng nên lưu truyền lại cho hậu thế cái văn sao này. Tuy rằng thầy Nhuận Minh đọc như vậy đó nghe, nhưng mà cái sức ảnh hưởng của cái lá thư này nó nằm trên YouTube, và nhiều nhiều năm về sau, những người có thiện căn hoặc đang đau khổ, họ nghe cái họ chụp vô họ trì đại bi liền. Thì cái phước của người đọc, cái phước của người đề sướng lên vô lượng vô biên. Phước truyền thiện thư, công đức lưu truyền thiện thư, và đây là công đức để sanh trí tuệ bố thí pháp mà, vi diệu lắm. Có những người người ta le lá thư ngắn gọn như vậy thôi mà nó công hiệu hơn chúng tôi nói cả 2 tiếng đồng hồ đấy. Thực sự mà. Những người họ quá đau khổ đến cùng cực rồi, họ có thiện căn, họ chụp vô một cái nó, ô, chị đại bi có sự thật là như vậy đó hả? Chị đại bi có chuyển hóa túc nghiệp như vậy hả? Chị đại bi nó linh ứng như vậy hả? Niệm Quan Âm cái cô bé 9 tuổi hết thuốc tàu thuốc tây chữa không được như vậy đó hả? Họ làm liền. Thầy thiện mình vô đâu? Cái tay của ổng á, khi nấu ăn ở dưới bếp á, nó đụng vô không biết sao, vô trong nồi cơm nó bung cái nắp ra không biết sao, cái chảo dầu hay gì đó tím liệm nó luộc cái tay của ổng đỏ lè luôn. Ổng kêu thôi chết rồi, nó quá trời đau chịu nổi, ổng lại ổng trì một biến đại bi, vậy mà nó im cho đến cái lúc mà hết luôn, không đau gì hết trơn.
Vậy mà trời ơi, địa ngục Kim Châm Trái Rạ nó làm ổng không nhớ đại bi nổi, ông kêu sao kỳ, nó không nhớ đại bi, đến khi mà sư phụ kêu con trì, con mới trì, nó hành con nửa tháng lên bờ xuống ruộng mà con không nhớ, mà cái tay nó luộc hết như miếng thịt đỏ e vậy mà con lại nhớ để trì. Thì cái lúc mà luộc đó thì nó còn nhẹ hơn là cái lúc mà cái lúc màu Trái Rạ đó, là cái niệm nó quá nặng đô, làm sao ông nhớ nổi, không cái đó đơn giản đâu. Cho nên lúc mà nghiệp nó xuất hiện thì nó che hết đi à, nó che hết, nó làm cho mình mờ mịt hết trơn, không có người để mà nói thì không có động lực, không có cách nào họ làm được. Chúng phải đơn giản, cho nên tu trong đại chúng nó có đức chúng như hải, mỗi người họ có cái hay. Giống như chúng tôi mà hồi sáng mà kêu để làm cái khung mà quý vị khắp thế giới đang coi là chúng tôi chịu thua, không làm được. Chỉ có sáng kế kêu thầy phiên cũng làm được, thì ông vô Photoshop ông làm được, chúng tôi không có kỹ thuật như vậy. Mỗi người có mỗi cái tài, thấy không? Sống chung chúng mỗi người có tài, nương nhau mà sống. Như thầy Nhân Minh ông đọc cái giọng nghe ra là hay hơn chúng tôi đọc, nó ngộ vậy, chúng tôi thì nói thì nó được. Mỗi người nó có cái chiêu, mỗi người nó có cái tài. Sống chung chúng mình nương nhau, mình sống như vậy thì rất là an toàn, gọi là đức chúng như hải, yên ổn để mình sống. Cho nên cái người mà để mà tu hành đó thì quan trọng phải đoạn trừ tập khí, mà tập khí mà kinh khủng nhất của con người đó là dâm tâm, tham dục. Nó là một cái thuốc độc mà nó kinh khủng lắm. Nó là một loại chất độc, nó cứ ngấm ngầm, nó có sẵn trong này, gọi là tư hoặc là tham dục, nó có sẵn rồi đó. Nếu mà không dùng danh hiệu Bồ Tát Quan Âm để khống chế kháng cự nó lâu ngày, mà để cho nó cứ âm thầm ở trong đó mà nuôi nó lớn lên, nó thành khối rồi một cái, đố mà ai mà cản nó nổi. Nó kinh hồn lắm, mà người tu sĩ dấp phải hay không là từ chỗ này. Nên về giặt kinh sợ đi, như đi trên băng mỏng, đi kề bên cái vực sâu, rớt một cái là tan xương bắt mạng. Người mà đi kề cái vực sâu thì thấy cái vực sâu một cái là nhìn hải hùng, đúng không? Nhưng mà trong tâm mình đang khởi lên cái dâm tâm để nó nhơ nhiễm cái tâm của mình, không sợ. Đang sống với giặc mà không sợ. Đúng là vô minh si dại thiệt, kinh khủng thiệt. Ngài nói, dè giặc kinh sợ khi khởi niệm dâm tâm sân hận si mê, giống như là đi trên vực ngang, đi trên ngay cái vực sâu, sảy chân một cái là rớt xuống tan xương mất mạng. Đi trên băng mỏng, nếu mà nó sụp xuống một cái là chết ngay. Mà mình đi trên đó thì mình sợ, đúng không? Mà đứng gần vực sâu mình sợ, đúng không? Nhưng mà nó khởi dâm tâm để mà nó nhơ nhiễm, nó mất bao nhiêu công đức ở trong tâm của mình, hàng ngày tụng kinh niệm Phật, làm phước thiện, thế mà không sợ. Có ai đoạn trừ nó được chưa? Giờ tới Tây Phương kiến hoặc tư hoặc hết rồi mới gọi là ca khúc hải hoàng, lúc đó mới yên tâm ngăn các vị. Còn ở đây thì chưa biết, đang đi trong đường hiểm nè, đường địa ngục, đường ngạ quỷ, đường ngút súc sanh, đường người, đường Atula, đường trời là đường hiểm đó. Lục đạo đó là còn luân hồi là đường hiểm đó. Chỉ có hàng Bồ Tát là họ tái lai, họ ứng hiện, họ vào đây để độ sanh thì gọi rằng là họ làm chủ được cái nghiệp lực rồi. Họ là nguyện lực, còn mình là nghiệp lực, đi vô đây là đang vô đường hiểm đó. Đừng có thờ ơ với nó, phải công phu, đừng có bỏ công phu. Hồi nãy có cái câu chuyện cái ông đó, ông trì đại bi, mà ông rớt xuống nước mà được đỡ đó, là hàng ngày ông trì đại bi, ông không có bỏ. Khi ứng hiện có chuyện một cái là ông thành tâm ông trì, một cái là có Bồ Tát Thiên Thủ ứng hiện cứu ngay. Còn mình không có trì hết, cái lúc đó mà ôm chân gào khóc thì mình nghiệp nặng quá, không có thể cứu được đâu. Cho nên hôm nay nói đại chúng anh em đừng bỏ công phu. Bỏ ăn thì được. Có ai bỏ ăn không ta? Hãy đòn, có bỏ ăn không? Trời ơi, hôm bữa mình ngồi ở trên, mình cúng chay tăng, mình nhìn xuống ăn khí thế. Nhất là thầy phiên, khí thế. Coi như là ăn nó nhiệt tình. Cái mình nói trong bụng mình kêu trời ơi, mấy ổng mà tu mà nhiệt tình khí thế như ăn nữa, chắc màu giảng sanh nó ngắn. Nhưng mà đôi khi nhìn lên tu thì thấy sao? Nam mô Tát. Không khí thế. Nếu mà nó hiu hiu là mình phải lạy nó liền, hoặc ra rửa mặt mình đừng cho nó ngủ. Chúng tôi nhiều lúc cũng bị hôn trầm chứ, mà hôn trầm phải đổi cách liền. Nhưng hồi sáng hôm nay nó đuối rồi, khô miệng rồi, chóng mặt rồi, người nó quá mệt rồi, phải im lặng thôi. Đúng trong văn sao, khi có chuyện gì công phu là trong văn sao có đầy đủ hết, bách khoa từ điển toàn tập đấy, cái gì cũng có trong đó hết trơn. Tự nhiên cái cô Vân cái tan nát cái đầu cái có lá thư của cái bà đó hôm qua thì mình đọc, thấy chưa? Nó không có cái gì mà không có trong đó, cháy nhà bà đó điên điên khùng khùng cũng có luôn. Ngài trả lời 990 lá thư, tôi nói là bách khoa từ điển toàn tập đấy,
có đơn giản đâu. Mấy thầy đừng có tưởng bình thường. Thầy dắt nhàn đây coi như là bao nhiêu năm trời tu mà năm 2013 mà gặp đến gian ông lục rồi nhưng mà chưa vô nổi. Mà khi đọc vào trong văn sao mới thấy những cái tình tiết, những cái câu chuyện và những cái vấn đề ngài mở ra rồi mình mới vô nổi chứ không phải dễ vô đâu. Đọc đi từ từ nó thấm rồi mình thấy cái sở chứng của Bồ Tát Cổ Phật Đại Thế Chí kinh khủng lắm. Chúng tôi mới nói là bách khoa từ điển toàn tập mà Cổ Phật học. Cái gì cũng có giải quyết trong đó hết. Mình đọc lá thư vậy chứ mà toàn là trả lời câu hỏi không, từ điển không. Mà cái đó là bộ luận đi, bộ luận tuyệt luôn. Cho nên ra là cái nếu mà không đọc văn sao kỹ thì cái công phu tu hành có chừng trở ngại đó. Nguy hiểm. Như hồi sáng tự nhiên nghe cái ô Ấn Tổ nói niệm Phật trong tâm, bắt đầu chuyển sang niệm Phật trong tâm, cái mình chế thêm, mình hít thở dài cái tự nhiên nó qua được liền. Còn lại 500, 150 lạy thì chuyện nhỏ luôn, không ăn thua gì. Đó. Nên thành ra đại chúng nên nhớ cái buổi ngày hôm nay. Ngày hôm nay cũng còn một số những cái trích đoạn của chúng tôi trong văn sao nói về Bồ Tát Quan Thế Âm. Tuy nhiên thôi thời gian nó hết, nhưng mà chúng tôi dành lại khoảng 10 phút nói về cái phương cách để trì đại bi. Thì trong cái lễ Phật là coi như bên đây là nó ổn. Lễ Quan Âm thì y như lễ Phật, chút nữa thầy tánh lễ sơ lại cho quý vị thấy một cái y chang như lễ Phật, lễ Bồ Tát Quan Âm hàng ngày của mình, không có gì hết, chỉ âm điệu của mình thay đổi để cho nó phù hợp với cái cách lễ Quan Âm của Bích Danh thôi. Cái đó là coi như là ổn. Còn hộ niệm thì coi như là hôm nay đại chúng rất hoan hỷ. Con của cô Vân mà bị cán mắt đầu đó là cô vô cổ lại lần 3-4 tiếng của cái bình thường. Kinh khủng thiệt. Khi một con người thân bằng với nhau mà họ thương rồi, họ tu thôi bạc mạng luôn, họ tu tới bết luôn. Cho nên Ấn Tổ mới nói thân bằng quyến thuộc siêu độ là hay nhất. Mà họ không siêu độ, họ báo oán mình thì cũng là tuyệt luôn. Chết luôn, không phải đơn giản đó. Thì cái cách trì đại bi đó thì mỗi lần giảng như vậy nè, thì buổi chiều 2 giờ, 2 rưỡi lên trì là nó khó chịu ở sau lưng, nó tức ngực, là hơi nó không đủ. Còn sáng sớm ngủ dậy thì cái hơi nó sâu, bởi vì mình ngủ một giấc, cái não mình nó yên, cái tâm mình nó định đó, cho nên hít sâu vô tụng không thành vấn đề, rất khỏe, không có gì hết. Nhưng buổi chiều là thường là vất vả, thì cũng nghiên cứu thêm để làm sao cho nó ổn cái cách trì đại bi. Đáng lẽ chủ nhật gì rồi nói nhưng mà không có thời gian. Giờ đại chúng lắng nghe và mọi người trên chùa khắp nơi trên thế giới áp dụng cách này. Hôm bữa có cái cô đó, cổ nói đại chúng chắc thấy chỉ có 25 biến một ngày thôi, tụng mà cái cổ nó trắng xóa hết trơn, lên mũ luôn, tức ngực nhói sau lưng, phải đi uống thuốc, không dám tụng nữa. Cho nên Ấn Tổ nói quan trọng tụng khí, cực kỳ quan trọng. Thực ra cái niềm vui của chúng tôi giảng và cái nghề và thành cái nghiệp và cái sở thích chúng tôi nói hồi nãy giờ như vậy, thực ra cái này Ấn Tổ ngài cũng không có dùng nhiều. 8 lần giảng pháp rồi ngài nghỉ. Chứ chúng tôi thì thực sự để nói, nhưng mà bây giờ phải tìm cách để dưỡng. Chứ nói rồi trì đại bi rồi lễ Phật tụng kinh rồi tiếp khách nữa một thời gian là tiêu. Khí lực không còn để mà làm nữa rồi, bắt đầu mình nghĩ ô sao tu mình xuống sức rồi, mình tu không có kết quả, bây giờ mình giảng không được rồi, mình tu không được nữa, mình tốn chính ra là tổn khí. Lắng nghe trì đại bi. Mấy anh em trong phòng hồn niệm thầy chánh cứ hai thời lên A Di Đà Phật xong rồi thầy về phòng thầy ít niệm Quan Âm với trì đại bi, thì khi mà gặp nạn cực kỳ nan giải để qua đó thầy, không phải đơn giản đâu. Nay anh em huynh đệ nói tình thiệt với nhau trong nhà, không phải nó sự thật với nhau, chứ không phải cuộc đời mình nó cứ bình bình như vậy hoài đâu. Đang đi trong đường hiểm mà, quốc độ nguy thúy là quốc độ ta bà mình, súc sanh nguy thúy không nói rồi, trong kinh Tứ Thập Nội Chương nói là quốc độ này là nguy thúy. Nguy thúy là không an ổn, nguy hiểm không an ổn. Mà không có Quan Âm Bồ Tát Phật Di Đà Đại Bi để làm cái thuyền thì coi chừng chịu không nổi với nó. Bây giờ trì đại bi sao, lắng nghe nè. Mấy anh em mà trì đại bi lắng nghe. Người không trì bây giờ lắng nghe để giờ biết cách trì. Cái máy mở ra Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát nó liên tục không gián đoạn. Không biết hôm qua ai người ta lấy được cái file đó, họ phát trực tiếp lên trì đại bi niệm Phật niệm Quan Âm, họ phát trực tiếp cái tiếng của chúng tôi tụng á. Thì cái máy thì nó liên tục, nó không có ngắt khoảng gián đoạn. Còn mình thì có ngắt khoảng gián đoạn. Ngắt khoảng lúc nào? Hít một hơi sâu vô. Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát Thiện Thủ Thiện Nhân Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni Nam Mô A Di Đà Phật Nam Mô A Di Đà Phật. Cái máy lúc đó là đang tụng liên tục đúng không? Mà làm sao mình nghe được trong cái máy á, làm sao mình nghe được trong cái máy với cái tiếng mình nó hòa nhập là một.
Còn cái người mới bắt đầu trì, có nhiều cô Phật tử bên Mỹ á, cô thấy cái máy nó tụng, cái cổ tụng nó chéo que, nó không vô cái máy, kêu cô kêu cô theo máy không được, cô bỏ. Nguy hiểm vô cùng. Mình tụng làm sao mình lắng nghe để mình nghe được cái máy, mà đừng có mở cái máy lớn quá, mình vừa đủ nghe thôi. Mình vừa đủ nghe lại thì mình lắng nghe cái tiếng của mình với cái tiếng trong máy nó hợp lại là một, nó có cái lực rất là mạnh. Máy nó trợ mình là cái chỗ đó, là cái thứ nhất. Máy với mình là cái tiếng nó phải hợp với nhau chứ không có trước sau được nha. Rồi, cái vấn đề thứ hai nè. Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Bây giờ nghe cái tiếng Đại Bi tụng như vậy, những người mới á, người ta thấy hơi nhanh, nhưng mà tụng chập nó quen là thích lắm. Cái cách này là chúng tôi lựa 4 năm cách rồi, thì chỉ có cách này là nó nhiếp cái tâm mình vô cái thần chú Đại Bi mà không có bị vọng tưởng. Bởi vì do cái tốc độ nó hơi nhanh á, thì nó không kịp để khỏi vọng tưởng. Cái cách này nếu mà nhanh quá nó liếu lưỡi, mà chậm quá rời rạc quá thì nó bị vọng tưởng, nó hôn trầm ngay. Thì cái máy, khi mà mình tập trung lắng nghe để cái tiếng mình nó vô vào trong cái tiếng máy là một, đấy là một cái sức định. Người này tập trung phải cao độ mới không tụng trước hoặc sau cái máy. Đây là một cái sức để tạo cái tâm có định. Từng chút nghe cho kỹ nha. Và tụng một hơi ra hết rồi, đừng có ráng quá, mà hết một hơi rồi bắt đầu mình hít từ từ vô, thấy cái mũi nó mát, nó vô từ từ. Nó xuống cổ rồi bắt đầu nó rến cái bụng mình thấy cái phình mình bụng ra luôn. Từ từ không có gấp, cứ cho nó xuống nhiều đi. Mà nhiều lúc á mình hít nó không có vô, cái tâm lực mình nó yếu, khí lực mình không có, mình hít không được, thì phải ngồi phải lắng nghe một chập. Hoặc giả không tụng ra nữa luôn, mà mình chỉ ngồi lắng nghe hít thôi. Ngồi lắng nghe hít nè, ngồi lắng nghe không tụng mà hít nè nha. Cái cách thứ nhất là hồi nãy mình tụng ra xong rồi bắt đầu mình hít chậm đầy vô, xong cái bắt đầu mình tụng ra rồi mình hít chậm vô đầy bụng rồi mình tụng ra. Thì thường buổi sáng thì tuyệt, dễ làm, nhưng buổi chiều nhiều lúc tâm mình nó phân tâm với cái khí lực nó yếu á, mình hít không vô nổi, hít quá ngắn, thì bắt đầu mình chỉ lắng nghe xong mình hít nè. Lắng nghe mình hít, không có tụng luôn, lắng nghe hít thiệt sâu thở ra, hít thiệt sâu thở ra 2-3 hơi rồi bắt đầu mình mới lại tụng theo rồi hít vô. Là hai cách đúng không? Cách thứ ba ngồi im lặng không hít, nó cũng làm cho mình khỏe một chút xíu, mà cách này ít thôi. Ba cách. Một cái cách là mình hít sâu vô để mình tụng ra, để khỏi tổn khí nha, sảng khoái vô cùng. Thì đây là đang luyện hơi thở, để hít vô để đủ hơi thở. Như ông giáo sư tiến sĩ ông nói là hàng ngày phải cần hít vô đó. Thì mình trì Đại Bi 1 tiếng 15 phút thì mình cũng hít hơn nửa tiếng đồng hồ. Cái chỗ này nó đem hơi thở vô cho con người mình đang lúc trì Đại Bi luôn, rất hay. Rồi thứ hai nữa, mình im lặng mình hít nè, im lặng không tụng ra luôn, một chập 3-4 hơi, 4-5 hơi, sảng khoái khỏe trở lại rồi bắt đầu tiếp tục mình tụng nữa. Rồi một chập có thể mình ngồi mình im lặng lắng nghe luôn, im lặng lắng nghe một chập thôi, đừng có im lặng nhiều quá. Bây giờ khi mình đủ sức mà mình tụng ra thì vẫn sảng khoái nhất. Đó. Thì hôm nay chúng ta áp dụng cái cách này thì coi thời Đại Bi 108 biến là không thành vấn đề. Hôm trước mà kêu mà sáng mà lạy Quan Âm nha, mà sáng lại Quan Âm thì đâu có tụng Đại Bi được phải không? Để chiều 108 là trần ai cuốc trẻ luôn, mệt khó chịu, ngồi lắng nghe không. Một là tụng, hít vô ít thiệt ít, tụng, vậy thôi. Trời ơi làm sao mà đủ trời, tụng ra xong bắt đầu không có vô được chút nào, nó tới cổ họng à, chút xíu cái mệt rồi ngồi nghe rồi ngủ rồi nó khó chịu trong người. Hít sâu vô tụng sảng khoái lắm. Im lặng hít sâu vô luôn, thở ra hít sâu vô thở ra. Mới lần đầu chưa thấy nó quen. Ví dụ như bà Minh hơi thở bả ngắn bả dập. Rồi hết rồi đó.
không có một chút tâm lực, không có một chút khí lực được hết vô. Nhớ là khi cái tâm lực có nó mới dìu hơi thở nó đi vào từ 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 từ. Khí lực nó mạnh thường hít nó quen nữa rồi bắt đầu nó vô, như thầy tánh hít một cái bụng ông phình ra. Như vậy mới có hơi thở để mà mình ra tiếng được chứ. Nếu mà tụng mà không có hơi thở mà làm sao mà tụng được. Mà muốn có hơi thở phải luyện chứ, luyện mình hít cho sâu vô. Hít không được thì mình phải tìm cách im lặng cho nó khỏe rồi mình hít chứ. Nếu mà tu thiền thì thôi, ngồi im luôn, khỏi làm gì hết trơn, đừng cho suy nghĩ là được rồi. Đó, mấy thầy biết rồi đó. Im lặng, đừng cho suy nghĩ, biết vọng không theo, đừng cho suy nghĩ. Khỏe re, không tốn một chút sức gì luôn. Không có lạy Phật luôn, chỉ ngồi im ru, tu thiền mà. Còn mình bây giờ làm sao, phải tụng kinh nè, phải niệm Phật nè, phải niệm Quan Âm nè, phải lễ nè, phải trì đại bi nè. Mà không có bồi bổ cái khí lực cho nó thì bệnh chết luôn đó. Bệnh sợ luôn đó. Không phải đơn giản đâu. Chú Duyên ông nói trời ơi, con dùng phim đến hôm nay cái tim con nó nhói, con chịu hết nổi, con bệnh tim trở lại rồi. Không chịu thở, cứ ngồi lên dùng phim không, rồi cuối cùng không chịu thở, làm sao mà không bệnh. Cái chỉ cho ổng, cái ổng hít vô, ổng kêu khỏe rồi, khỏi còn bác sĩ nữa hết. Hay không? Cái những chút xíu như vậy thôi mà nó qua được. Còn không khéo rồi thôi, coi chừng đi bác sĩ nó cho uống thuốc, nó dập vô cái nằm từ lừ một đống nó luôn rồi. Hết ai quay phim dựng phim luôn. Mà khi nằm nó rồi nó chán thôi, nó chán cho chết luôn, chứ không phải đơn giản đâu. À, thôi hôm nay thì có hai nhân vật mà hôm trước giờ Giác Nhàn cũng để ý. Đó là ông cụ sau thầy Nhận Minh dắt ông lên 87 tuổi nè. Ông này ông khỏe lắm nè. Với một ông cụ ngồi góc dưới kia là 83 tuổi kìa. Ông Sa Di ngồi gần chú Thí á, kêu ông lên đây. Hai ông đi sau lưng đây nè. Lên biểu pháp một chút xíu coi. Đi ngồi sau nè, lên đứng như này nè. Lên đây. Ông này là kỳ tích luôn, có thầy Thiện với Giác Nhàn đang ngồi gặp ổng. Sáng ăn một buổi, bên này ông vẫn đứng bên này. Nuôi mấy ông này không uống cơm. Bánh chuông mấy năm rồi? Về chùa Quan Âm mấy năm rồi? Dạ, thầy mới có mấy bà cụ mà chưa làm cái chánh điện. Ồ, lúc chưa làm chánh điện hả? Dạ. Ừ, đến đây. Ông cụ này 83 tuổi, sáng ăn một buổi sáng rất ít, chưa uống chút cà phê hoặc là uống bột thôi, ngày đi bộ nửa tiếng đồng hồ. Trời ơi, da mặt ông đẹp, coi như em bé luôn coi kìa. Trời, hôm bữa ông ngồi ông nói mình cũng giật mình, ông cho cái sao chuỗi nó to như ngón tay cái mà ông làm 108 nó dài như vậy nè. Ông đưa cho Giác Nhàn đeo vô tới đất luôn. Cuối cùng thầy Phiên phải làm từng cục nhỏ nhỏ mà không biết ở đâu, quá trời đẹp luôn. Ông kêu ông tặng ông cúng dường sao chuỗi cho thầy đeo, đeo đi đụng đất. Ông nói sáng ăn chỉ một bữa, chiều trưa không ăn, chiều không ăn mà ông đi bộ. Ông đi bộ mà ông cụ này khỏe. Cụ Sa Di 83 tuổi mà thấy xuất sắc phải không ạ? Nhưng mà 87 tuổi nhưng mà da mặt ông không đẹp hơn bằng ông này. Nhưng mà điều ông thọ hơn, thầy thọ hơn là thấy là tuyệt rồi. À, cố gắng là niệm Phật tu hành cho tốt. Ông trì đại bi nổi không? Dạ có, đại bi có. Đại bi lắng nghe đừng có tụng ra nhiều quá, nó tổn khí nha. Dạ dạ, cảm ơn. Đó, coi như là ông Kỳ Kheo, ông Sa Di, ông 87, ông 83. Trời ơi, mấy anh em mình đó nha. Như thầy Nhuận Minh đây mà 83 của bộ hơi căng. Hôm qua ông nói ông kêu trời ơi, sau một cái buổi giảng xong của sư phụ là con thở phì ra, hỏi sao nó nhẹ nó khỏe. Trời ơi, xong một cái là nó khỏe, xong thôi nó căng thẳng về nằm thừ lừ luôn, nó mệt quá trời luôn, đi không nổi luôn. Mới có 40 mấy hả? 43 thôi, 44 tuổi thôi mà như ông già, như ông cụ non đi lụm khụm luôn. Ông thầy Đồng Trì 75 tuổi, hôm qua ông đi cúng thí rồi, ông đi chỗ này chỗ nọ mà ông quá trời khỏe luôn. Kinh khủng mấy ông già ở đây, chừng ông bóp kèn qua mặt mình làm lại mấy ông đâu. Hơi thở, niệm Quan Âm, lễ Phật, trì đại bi, từ từ nó hồi phục lại, nó tiêu hết mấy cái nghiệp của mình. Viêm son của thầy, bệnh rồi tất cả mọi thứ đều là nghiệp hết, mà Quan Âm thì nhanh, đại bi nữa thì cực kỳ nhanh. Thầy bữa nay 108 biến, đến bữa nay cũng khá lâu mấy tháng rồi, theo suốt 3 năm luôn, ổn. Ừ. Hai ông cụ cố gắng tinh tấn ha. Da mặt ổng nhìn nó đẹp không quý vị? À, ông có đánh son phấn gì không? Thôi về chỗ. Trời, nó láng lẫy, ống ánh hơn mình đúng không? Như cô gái 18 thôi, xuống đi, được rồi. Bạch sư phụ, con của cô trì chủ đại bi cho thuộc mà không thể thuộc nghe đâu. Thôi dạ? Nghe thôi được rồi, mình nghe thôi, mở máy nghe thôi được, cứ được. Vâng ạ. Bây giờ mình nghe thôi thì nó vẫn có công đức như trì. Vâng ạ. Buổi trưa, buổi chiều 2 giờ rưỡi đó. Vâng.
Con xuống cứ ngồi đó, bác ghế ngồi nghe thôi. Vâng. Nghe công đức cũng như trì mà. Vâng. Bây giờ mình hát ra thì nó cũng có cảm xúc, mà ông nghe một bài hát nó cũng có cảm xúc bình thường thôi. Vâng. Đúng không? Vâng, nếu sư phụ bảo thế thì có anh tốt quá. Trời ơi, không chị Đại Bi mà ông đẹp như thế này, ông chị Đại Bi nữa ai chịu nổi không? Thôi xuống đi. Nhớ chiều xuống nghe nha. Vâng. Nghe thôi cũng được nha. À, hôm bữa có ông đó, ông kêu cái lúc mà im lặng rồi mình không tụng, mình hít vô nó bị mất khúc đó, có làm sao, chứ đâu có sao đâu. Cũng giống như là mình nghe một bài hát nó có cảm xúc thôi. Mình hát cũng có cảm xúc mà mình nghe cũng có cảm xúc à. Nghe âm thanh nó sanh ra cảm xúc, nghe âm thanh Đại Bi cũng sanh ra cảm xúc thôi. À, hai ông cụ này là cố cụ lớn tuổi nhất chùa mình đó. Còn ai lớn nữa không? Cụ Viễn, thầy Viễn 8 mấy hay 7 mấy à? 775 bằng với không mặt hai ông này nổi rồi. Hai ông cụ này là quá lớn tuổi rồi. Thôi, coi như là hôm nay sở hữu quyến thuộc hòa thuận ha. Anh em hòa thuận hoan hỷ. Hôm nay đại chúng nấu cơm ở đây đãi hả? Rồi vậy tốt rồi. Thôi, thời gian đã hết rồi, mình hồi hướng nha. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Chúng con xin cung kính đại chúng đồng khởi thân đứng dậy để thành quan. Nam mô Quan Thế Âm. Yeah.